Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 44. Mở ra, 1. Dưới sự chú ý của vạn người, nghe An Nam Tĩnh khiêu khích như vậy, sắc mặt La Tuấn có chút vặn vẹo. Nhân hoàng kiếm trong tay hắn không ngừng chấn động, dường như muốn lao tới cho An Nam Tĩnh một kiếm vậy. Cho dù lúc này trong lòng La Tuấn rất tức giận, nhưng hắn vẫn không để cho cơn giận che lấp lý trí của mình. Lúc này ra tay, vậy đại biểu cho việc hắn hoàn toàn đẩy An Nam Tĩnh về phía Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên thủ, sau đó dưới cảnh giới hoàng giả, trong cảnh giới tôn giả còn ai còn có thể làm gì được hai người bọn họ được. Đương nhiên, hắn còn có một nguyên nhân khác, đó là lúc này hắn căn bản không nắm chắc có thể chiến thắng được An Nam Tĩnh. Bây giờ hắn là nhân hoàng, là người phát ngôn của thiên địa này, hắn không thể bại được. Một khi thất bại, uy vọng của hắn sẽ xuống dốc không phanh, những người đi theo hắn có thể sẽ sinh ra tâm tư khác, mà những người đang dao động cũng có thể sẽ không lựa chọn hắn nữa. Cho nên, khi không nắm chắc tuyệt đối, hắn tuyệt đối sẽ không thể ra tay. Nhưng nếu hắn không ra tay, không cần chờ tới sau này, bây giờ uy vọng của hắn cũng sẽ tụt dốc không phanh. Vào giờ phút này, La Tuấn muốn rút roi ra đánh nát thi thể của lão tử quỷ này mất. Nếu như không phải lão tử quỷ tự chủ trương, bây giờ hắn cũng không cần rơi vào tình cảnh khó xử thế này. La Tuấn, người được gọi là nhân hoàng của nhân loại, sẽ không đến mức không dám nhận khiêu chiến của người khác chứ. Lúc này, Ma Hiên cười lạnh nói. Nhân hoàng gì chứ, đồ không có chứng. Đại hán mày rậm của Hoàng Kim Thần Long tộc liếc mắt nhìn La Tuấn với vẻ xem thường, bởi vì quan hệ với Dương Diệp, bây giờ hắn không có thiện cảm với tất cả nhân loại, chỉ cần là nhân loại, hắn nhìn lại thấy khó chịu. Mặc dù huyền giả nhân loại bên cạnh nhìn La Tuấn, không nói lời châm chọc, nhưng trên mặt cũng lộ rõ vẻ muốn xem trò hay, trên mặt rất nhiều người còn hoàn toàn không che giấu sự châm chọc cùng khinh bỉ. Vẻ mặt La Tuấn càng thêm khó coi. Đúng lúc này, Vân lão bên cạnh hắn nói. An Vũ Thần, lão hủ ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu, lại để lão hủ tới lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi đi. Lão đầu, ngươi thật không biết xấu hổ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên lớn tiếng nói. Ngươi là cảnh giới tôn giả cửu phẩm, An Nam Tĩnh chẳng qua chỉ vừa bước vào cảnh giới tôn giả không lâu, ngươi lại có thể chẳng biết xấu hổ đi ra khiêu chiến. Lẽ nào đế quốc đỉnh Hán ngươi không còn ai nữa sao? Hay là nói, đế quốc đỉnh Hán của ngươi đều là một đám chuyển ỷ lớn hiếp nhỏ? Cũng đúng thôi, cường giả đế quốc đỉnh Hán ngươi vốn đều như vậy mà. Vân lão nheo mắt lại nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Ngươi muốn uy hiếp ta sao? Dương Diệp mỉm cười, nói. Cũng đúng, đế quốc đỉnh Hán ngươi có nhiều cường giả như vậy. Nếu như phái mấy nghìn cường giả cảnh giới tôn giả tới đuổi giết ta, ta phải làm gì chứ? Dương Diệp nói đến đây lại nhìn về phía La Tuấn, nói. La Tuấn, ngươi được gọi là nhân hoàng, nhưng trong mắt của ta, nhân hoàng ngươi thậm chí chẳng là gì cả. Bởi vì ngươi chỉ biết đứng ở phía sau một đám cường giả, được bọn họ bảo vệ mà thôi. Nếu như ngươi không có những thị vệ bên cạnh, ta không nói ngoa chứ, muốn giết ngươi lại dễ như giết chết một con chó mà thôi. Trong mắt La Tuấn lộ rõ sát ý. Làm càn. Vân lão phẫn nộ gầm lên một tiếng, đột ngột đánh một chưởng về phía Dương Diệp. Một chưởng này có uy lực cực lớn, bàn tay kia đi qua nơi nào, không gian nơi đó trực tiếp sụp xuống. Không chỉ có như vậy, không gian trong phạm vi mấy chưởng xung quanh bàn tay hắn đều xuất hiện những vết rạn nứt giống như mạng nhện vậy. Tiên mặt Dương Diệp vẫn cười lạnh, nhưng trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng, lão nhân này còn mạnh hơn cả bão tử quỷ nhiêu. Hắn không dám khinh thường nên chuẩn bị xuất kiếm, nhưng đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên đứng ở trước mặt hắn. Chỉ thấy liệt thiên thương trong tay nàng chợt đâm vào trên bàn tay kia. Trên gương mặt già nua của Vân lão tộ ra sự khiếp sợ, lập tức thu tay về nhanh như tia chớp vậy. Nhìn thấy vết nứt rất nhỏ hiện ra trên bàn tay của mình, trong mắt Vân lão càng thêm nặng nề. An Nam Tĩnh chỉ thẳng trường thương về phía Vân lão, nói. Ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao? Đến đây đi, ta cũng muốn xem thử cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm rốt cuộc mạnh tới mức nào. Ta đến đây. Lúc này, La Tuấn bỗng nhiên nói. Hắn biết, nếu như hắn còn không ra vẻ, uy vọng của hắn lại giảm xuống. Không thể. Vân lão cùng một ít cường giả bên cạnh La Tuấn kinh sợ nói, đặc biệt là Vân lão, lúc trước An Nam Tĩnh chẳng qua chỉ đánh một đòn, nhưng hắn lại biết được. La Tuấn lúc này không phải là đối thủ của An Nam Tĩnh.
bây giờ giao đấu cùng nàng, rất có thể sẽ phải chết, cho dù không chết, cũng nhất định sẽ bị đánh bại. Bất kể thế nào, bây giờ La Tuấn tuyệt đối không thể thua trận được. Cuối cùng còn không phải là làm con rùa đen rụt đầu sao? Ma Hiên cười lạnh nói. La Tuấn, ta chưa từng thấy qua uy lực của Nhân Hoàng Kiếm, hy vọng ngươi đừng làm cho chúng ta phải thất vọng. Nếu không, lại không có ý nghĩa gì nữa rồi. Hắn rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy chuyện làm cho nhân loại tự giết lẫn nhau như vậy. La Tuấn lạnh lùng liếc nhìn đối phương, sau đó bước về phía trước. Đúng lúc này, Vân Mão ngăn cản ở trước mặt hắn, nói. Chủ nhân, ngài có liên quan tới ngàn vạn sinh linh, sao có thể hành động theo cảm tính được? Nếu không thể nhìn được chuyện nhỏ sẽ hỏng việc lớn. Sau này ngài sẽ có cơ hội đánh với An Nam Tĩnh và cả Dương Diệp một trận, bây giờ cần gì phải hành động theo cảm tính chứ? Chủ nhân cũng đừng quên, chúng ta tới chỗ này có mục đích thực sự là gì? Vân Lão nói gì? Lão phụ nhân kia cũng nói. Cách thức tu luyện của chủ nhân không giống với huyền giả chúng ta. Đợi sau khi Triệu Trường Vân thu phục Đông Vực, ngài muốn tiêu diệt giết An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, không phải là chuyện dễ dàng sao? Đương nhiên, chủ nhục thì thần chết, chủ nhân chịu nhục, chúng ta làm thuộc hạ đáng tội đáng chết vạn lần, vẫn mong chủ nhân trách phạt. La Tuấn hít sâu một hơi, bàn tay nắm Nhân Hoàng Kiếm từ từ thả lỏng ra. Thấy thế, trong lòng Vân Lão mới thả lỏng. Hắn sợ Dương Diệp còn nói ra lời gì khó nghe, thân hình lập tức lóe lên, trực tiếp lao về phía Dương Diệp. Mà lão phu nhân sau lưng hắn cũng lập tức ra tay. Mấy đường ánh sáng bạc bắn ra khỏi bàn tay của lão bà kia, bắn về phía Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, rõ ràng là An Nam Tĩnh khiêu khích La Tuấn. Nhưng đám lão già này không đi gây sự với An Nam Tĩnh, hết lần này tới lần khác lại đến tìm mình, chẳng lẽ là do mình quá dễ bắt nạt à? Thuấn không kiếm trong tay Dương Diệp vung lên, chỉ nghe mấy tiếng leng keng, mấy cây ngân châm đã rơi trên mặt đất. Mà vào lúc này, Vân Lão đã đi tới trước người hắn. Vân Lão vừa muốn ra tay, An Nam Tĩnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Nhìn thấy An Nam Tĩnh, Vân Lão chợt dừng lại, nếu như chỉ có An Nam Tĩnh hoặc Dương Diệp. Hắn tất nhiên không khiếp sợ, nhưng nếu như hai người liên thủ thì lại khác. An Nam Tĩnh, người quả thật muốn đối nghịch với đế quốc đỉnh Hán ta sao? Vân Lão trầm giọng nói. An Nam Tĩnh nói. Là các ngươi muốn đối nghịch với ta thì đúng hơn. Ngươi đã giết chết lão tử quỷ rồi, bây giờ ngươi còn muốn thế nào nữa? Vân Lão nói. Vẫn là câu nói kia, đừng đến gây chuyện với ta. An Nam Tĩnh nói y xong câu này. Nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Đi thôi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, hắn giờ đương nhiên biết, An Nam Tĩnh có lòng tốt mới làm vậy. Hai người Vân Lão cùng lão bà này liên thủ, hắn không nắm chắc có thể chiến thắng được đối phương, hơn nữa càng khỏi phải nói tới bên cạnh còn có một người áo đen đang đứng xem. Đương nhiên, nếu như ép hắn sốt ruột lên, hắn cũng không phải không có cách nào giải quyết đám người La Tuấn. Chẳng qua, làm vậy sẽ khiến hắn phải để lộ ra kiếm nô cùng một vài con át chủ bài khác mà thôi. Cho dù con át chủ bài rất quan trọng, nhưng nếu như đến thời khắc nguy hiểm mà không sử dụng, vậy chính là kẻ ngu xuẩn. Dương Diệp không muốn từ chối lòng tốt của An Nam Tĩnh, hắn khẽ gật đầu và đi cùng An Nam Tĩnh sang một bên. Đám người ma tộc cùng yêu tộc và nhân tộc nhìn thấy vậy, khóe miệng co rút. Nếu như hai người này thật sự liên thủ, vậy khi ở bên trong di tích thánh giả còn có thế lực nào dám nói có thể đối phó được hai người bọn họ? Cho dù Hoàng Kim Thần Long tộc cao ngạo kia không muốn thừa nhận cũng không được, nếu như hai người này liên thủ, hơn 10 con rồng lớn màu vàng bọn họ tuyệt đối chỉ có kết cục bị tàn sát. Mẹ nó, cuối cùng ai đã nói Kiếm Hoàng cùng Vũ Thần là kẻ địch trong số mệnh chứ? Ngươi làm như thế, không sợ La Tuấn sẽ nhằm vào An gia ngươi sao? Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Hắn không dám đâu, chí ít bây giờ hắn không dám làm vậy, nếu không giết chết được ta, hắn không dám làm như thế. Ngươi không sợ cường giả cảnh giới hoàng giả của đế quốc đỉnh Hán ra tay với ngươi sao? Dương Diệp thừa nhận An Nam Tĩnh rất biến thái, nhưng dù biến thái mấy đi nữa, nàng cũng không có khả năng lấy cảnh giới bây giờ chống lại cường giả cảnh giới hoàng giả. Cảnh giới tôn giả khiêu chiến vượt cấp cảnh giới hoàng giả sao? Đừng có nói đùa chứ. Từ trước tới nay, trong đại lục không có ai từng làm được điều này đâu. Bởi vì chênh lệch giữa hai bên thật sự là khác biệt một trời một vực.
An gia ta cũng có cường giả cảnh giới hoàng giả. An Nam Tĩnh nói. Hơn nữa còn là một trong mấy người cực mạnh, có hắn ở đó, đế quốc đỉnh Hán không dám ra tay với ta, bởi vì cho dù là đế quốc đỉnh Hán cũng không có khả năng chống lại sự trả thù của một chí cường giả, đặc biệt là vào thời điểm này. Chỉ cường giả. Dương Diệp hiểu rõ, trong gia tộc của An Nam Tĩnh gia có tồn tại cùng cấp bậc với yêu hoàng. Chẳng qua An gia của An Nam Tĩnh có cường giả mạnh như vậy, vì sao vẫn không thể làm cho hai An gia ở cổ vực thành hợp lại làm một. Dường như biết suy nghĩ của Dương Diệp, An Nam Tĩnh lại nói. Lão tổ căn bản không quan tâm tới chuyện An gia tách riêng. Thật ra, phải nói là hắn cũng không quan tâm tới An gia. Nếu như không phải bởi vì ta xuất hiện, sợ rằng hắn cũng sẽ không quay về An gia. Sau khi Dương Diệp hiểu rõ lại cười gượng lắc đầu, bây giờ hắn mới phát hiện ra, ở đại lục huyền giả này, không có chỗ dựa khác với có chỗ dựa. Dù cá nhân ngươi có yêu nghiệt mấy đi nữa, khủng khiếp mấy đi nữa, khi đối mặt những thế lực lớn kia, tất cả đều chỉ là phù vân. Bởi vì người ta muốn tiêu diệt ngươi lại thật sự đơn giản đến cực điểm. Giống như hắn, nếu như phía sau hắn không có yêu hoàng, sợ rằng hắn đã bị cường giả cảnh giới hoàng giả của đế quốc đỉnh Hán giết chết trên trăm lần rồi. Ba người kia đều là cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm, thực lực bọn họ rất mạnh. Nếu ba người liên thủ, bất kể là ngươi hay ta đều không có cách nào ngăn cản được bọn họ. Sau khi tiến vào trong di tích thánh giả, nếu như ngươi gặp phải bọn họ, tốt nhất không nên cứng rắn chống lại bọn họ làm gì. An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Yên tâm, ta sẽ không làm ra hành vi chịu chết đâu. Mục tiêu của ta chính là Càn Khôn Đồ. Chỉ cần lấy được Càn Khôn Đồ, ta sẽ đi, sẽ không trêu chọc bọn họ. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là bọn họ đừng tới trêu chọc ta. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, đột nhiên, ánh mắt nàng nhìn vào dãy núi phía xa, nói. Cuối cùng, đại trận phòng hộ vòng ngoài cũng sắp vỡ ra rồi sao? Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chỗ dãy núi. Bởi vì những sương mù ở xung quanh dãy núi đã bắt đầu nhanh chóng chuyển động, màn ánh sáng mỏng kia đang vặn vẹo. Đúng lúc này, lúc trước này đại trưởng lão của Long Hoàng cùng ma tộc còn có một lão nhân tóc trắng xuất hiện ở màn ánh sáng trước dãy núi. Ba người nắm tay phải thành quyền, sau đó chợt đánh vào phía trên màn ánh sáng phía trước. Ở trong ánh mắt hưng phấn của mọi người, chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ màn ánh sáng ầm ầm vỡ nát, rất nhiều sương mù tản ra bốn phía xung quanh. Xông vào. Giữa sân, không biết ai hô lên một tiếng, lập tức có vô số người xông vào trong dãy núi. Thử thách, một. Một tòa cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cung điện cực lớn, đứng ở trước cung điện, lấy thực lực cảnh giới tôn giả của mọi người vẫn không có cách nào nhìn thấy được toàn cảnh của tòa cung điện này. Ở trước mặt mọi người là một cầu thang bằng đá dài rộng mấy ngàn trượng, cầu thang đá đi lên trên, dài gần nghìn dặm. Chỗ điểm cuối của cầu thang đá là một cánh cửa lớn rộng mấy trăm trượng, trên cửa viết ba chữ lớn, Lưu Vân Cung. Xông vào. Nhìn thấy được ba chữ này, có người lập tức đỏ mắt. Thân hình lóe lên, và bay lên trên cầu thang đá. Nhưng vào lúc những người đó vừa bay lên trên không trung của cầu thang đá, một dao động lóe lên trong không trung, tiếp theo. Những người kia hét thảm một tiếng và trực tiếp tan thành mây khói. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Dương Diệp cũng thầm dùng mình, chỉ sợ có là hắn cũng không đỡ nổi. Dao động trước đó, Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Ở đây, khắp nơi có vẻ kỳ lạ, một khi làm không tốt, sợ rằng sẽ thật sự phải chết ở tại đây mất. Đúng lúc này, một lão nhân mặc áo đạo sĩ màu xanh lam xuất hiện ở phía trên cầu thang đá. Nhìn thấy lão nhân mặc áo đạo sĩ màu xanh lam này, sắc mặt của mọi người lại đại biến, ở đây cũng có người sống à. Dương Diệp cũng nheo mắt, lão nhân này không phải là Lưu Vân Thánh giả à. Nếu đúng như vậy, khó tránh khỏi quá kinh khủng đi. Phải biết rằng, Lưu Vân Thánh giả này là tồn tại còn muốn cổ xưa hơn cả tổ sư của Kiếm Tông. Nếu quả thật là Lưu Vân Thánh giả, vậy đối phương rốt cuộc phải sống bao lâu rồi? Nhìn lão nhân. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, cho dù là đám người La Tuấn cũng đầy kiêng kỵ. Cường giả cảnh giới thánh giả khủng khiếp thế nào, đế quốc đỉnh Hán hắn đã tự mình trải qua. Nếu như đối phương có ác ý với bọn họ, chỉ sợ cho dù là hắn cũng là sẽ chắc chắn phải chết. Bởi vì đế quốc đỉnh Hán hiện tại cũng không có cường giả cảnh giới thánh giả. Lão nhân mặc áo đạo sĩ liếc mắt nhìn đám người phía dưới, nói.
nếu muốn tiến vào Lưu Vân Cung, chỉ có thể đi bộ thôi. Nói xong câu này, lão nhân xoay người đi vào Lưu Vân Cung. Đi bộ à? Dương Diệp khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cầu thang đá này có bí mật gì sao? Sau khi nhìn thấy mười mấy cường giả cảnh giới tôn giả bị giết chết trong nháy mắt, bây giờ tất cả huyền giả cùng với Hoàng Kim Thần Long tộc còn có ma tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù lão nhân mặc áo đạo sĩ nói đi bộ có thể bước vào Lưu Vân Cung, nhưng cho dù là người ngu cũng biết, nơi này khẳng định không đơn giản. Bây giờ, tất cả mọi người đang đợi có người đi thử. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh chậm rãi đi về phía bậc thang đá, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người An Nam Tĩnh. Khi An Nam Tĩnh vừa muốn bước lên bậc thang đá thứ nhất, Dương Diệp đã xuất hiện ở bên cạnh nàng và mỉm cười, nói. Chúng ta đi cùng nhau, được không? An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Hai người bước lên bậc thang đá thứ nhất. Không có bất kỳ chuyện gì khác thường cả. Chỉ có An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp khẽ nhíu mày, bởi vì sau khi bước lên bậc thang đá, hai người bọn họ cảm giác thân mình nặng hơn. Trọng lực, trên bậc thang đá này có trọng lực. Đây cũng là đang thử thách. An Nam Tĩnh nói. Đúng vậy, đây là một thử thách nhằm vào huyền giả. Những huyền giả có thực L, ực hơi thấp cùng thực lực không vững chắc, nhất định sẽ bị bậc thang đá này đào thải. Xem ra, chuyện liên quan tới truyền thừa của Lưu Vân Thánh giả chắc hẳn không phải là giả. Nàng tới vì truyền thừa kia sao? Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh lắc đầu, không nói gì. Dương Diệp xoa xoa mũi, lại nói. Nàng nói xem, lão nhân lúc trước có phải là Lưu Vân Thánh giả không? An Nam Tĩnh nói. Chắc hẳn không phải đâu, nếu như Lưu Vân Thánh giả vẫn tồn tại, hắn không có ý do gì lại co đầu rút cổ ở bên trong này. Loại cường giả này, ngay cả trời cũng sẽ phải kiêng kỵ. Vậy lão nhân kia là ai? Dương Diệp nói. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? Dương Diệp. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp bước từng bước một đi lên trên. Tốc độ của hai người không quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Dù sao cũng không có dấu hiệu dừng lại. Mà ở sau lưng hai người bọn họ cũng có một nhóm huyền giả đi theo. Số lượng nhóm huyền giả càng lúc càng ít, gần như cứ cách một bậc thang sẽ có một huyền giả không chịu nổi trọng lực này mà lăn xuống dưới. Giờ phút này, huyền giả nào dựa vào ngoại vật, huyền giả nào thực lực không vững chắc đều được thể hiện ra. Theo sát An Nam Tĩnh và Dương Diệp chính là La Tuấn còn có Vân Lão và cái bóng luôn theo hắn. Mà ở phía sau ba người La Tuấn lại là Ma Hiên cùng Ma Kha của ma tộc, còn có đại hán mày rậm của long tộc kia. Sau lưng bọn họ là huyền giả nhân loại cùng yêu tộc và cả ma tộc. An Nam Tĩnh, ta muốn hỏi một vấn đề, khi nàng trở thành cường giả tuyệt thế, đạt được trình độ khiến trong lòng nàng thỏa mãn, nàng muốn làm gì nữa? Dương Diệp hỏi, hắn rất tò mò, ngoại trừ võ đạo ra, An Nam Tĩnh còn quan tâm tới chuyện gì nữa? An Nam Tĩnh im lặng một lát. Mới nói. Không biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lẽ nào nàng lại chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói, trọng lực trên người càng lúc càng nặng nề, trên mặt hắn đã xuất hiện mồ hôi lạnh, bọn họ mới đi chưa được nửa cầu thang. Cho nên, hắn muốn tìm một câu chuyện sinh động để có thể thay đổi bầu không khí này. An Nam Tĩnh nghiêng đầu nhìn Dương Diệp. Mãi đến khi nhìn thấy được Dương Diệp có chút không tự nhiên, nàng mới nói. Gả cho người nào? Dương Diệp cười gượng, nói. Ta làm sao biết được, chẳng qua nữ nhân không phải đều sẽ lập gia đình sao? An Nam Tĩnh im lặng một lát, đột nhiên nói. Ban đầu ở cổ vực thành, vì sao người muốn ngăn mũi tên kia giúp ta? Dương Diệp sửng sốt, lập tức hỏi ngược lại. Trước đây nếu như ta không có năng lực tự vệ, nàng lại có, nàng sẽ thấy chết mà không cứu à? Trước đây, An Nam Tĩnh đi theo hắn tới Nam vực đối phó Bách Hoa Cung, chỉ dựa vào điều này, Dương Diệp cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Còn nữa, trong lòng hắn cũng đã xem An Nam Tĩnh là bằng hữu. Bởi vì chúng ta là bằng hữu à? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp nói. Người khác đối xử với ta thế nào, ta sẽ đối xử với người khác như thế, trước đây, nàng không rời không bỏ ta, à? Ban đầu ở Bách Hoa Cung, nơi nguy hiểm và tai họa thường xuyên như vậy, ngươi cũng không lựa chọn rời khỏi ta. Ở dưới cổ vực thành, ta sao có thể bỏ nàng lại, một mình chạy trốn được chứ? Thành thật mà nói, trước đây An gia nàng nương nhờ La Tuấn,
trong lòng ta rất không vui. Bởi vì ta cảm thấy, cuộc sống tương lai giữa ta và ngươi sợ rằng sẽ phải trở thành kẻ địch thật sự. An Nam tính, ngươi cảm thấy giữa chúng ta, sẽ thành kẻ địch sao? Từ trên phương diện thực lực, cho đến hiện nay An Nam tính là huyền giả cung cấp duy nhất làm cho hắn không nắm chắc có thể chiến thắng được. Từ phương diện tình cảm, hắn xem An Nam tính là bằng hữu, hắn không hy vọng tương lai mình sẽ có một ngày phải tàn sát nữ nhân đã từng là bằng hữu này. Nếu có một ngày chúng ta thành kẻ địch, ngươi lại có năng lực giết ta, ngươi sẽ giết ta sao? An Nam tính bỗng nhiên nói. Nàng thì sao, nàng sẽ giết ta sao? Dương Diệp hỏi ngược lại. An Nam tính ngẩng đầu nhìn bậc thang đá phía xa, nàng cùng Dương Diệp chậm rãi đi lên, nói. Sau này thì không biết, tuy nhiên ta có thể xác định một điểm, ngươi không phụ ta, ta sẽ không phụ ngươi, thế nào? Ta không phụ ngươi, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, An Nam tính nói lời này còn có nghĩa khác à? Tuy nhiên hắn xác định được một điểm, đó chính là thái độ của An Nam tính đối với hắn. Hắn có thể nhìn ra, An Nam tính cũng đã xem hắn là bằng hữu. Xem ra lúc nào đó mình nên tiếp xúc thử với người của An gia mới được. Trong lòng Dương Diệp đã hạ quyết định, sau khi nhận được càn khôn đồ, hắn lại đi tới An gia tìm người nhà của An Nam tính nói chuyện. Bất kể thế nào, cũng không thể để cho An Nam tính vì An gia mà bị La Tuấn này lợi dụng được. Chẳng biết từ lúc nào, lão nhân mặc áo đạo sĩ lại xuất hiện ở cuối cầu thang đá. Nhìn Dương Diệp cùng An Nam tính vẫn giữ tốc độ đi về phía trên. Trong mắt lão nhân mặc áo bào đạo sĩ lộ vẻ hưng phấn, khẽ nói. Nền tảng thật vững chắc, mặc dù chỉ mới vào cảnh giới tôn giả, nhưng tình trạng như vậy thì chỉ sợ cảnh giới tôn giả cửu phẩm bình thường cũng kém hơn hai đứa trẻ này. Thật thú vị, không nghĩ tới sau hơn một vạn, đại lục còn có thể xuất hiện thiên tài như thế. Hi hi, nhìn các ngươi quá thoải mái, ta lại cho các ngươi chút khó khăn mới được. Dứt lời, lão nhân mặc áo đạo sĩ thò tay phải ra phía trước. Sau đó chợt ấn xuống dưới một cái. Trên bậc đá phía dưới, rất nhiều huyền giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lập tức tự ngã nhào xuống. Sắc mặt đoàn người La Tuấn cùng ma tộc còn có Hoàng Kim Thần Long đều nhất thời trắng bệch. Trong ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long tộc thậm chí còn có một Hoàng Kim Thần Long cùng một huyền giả của ma tộc lăn từ trên bậc thang xuống. Hai người Dương Diệp cùng An Nam tính cũng biến sắc, bởi vì trọng lực bây giờ ít nhất đã gấp 20 tần. Hai người tiếc nhìn áo nhân mặc áo đạo sĩ đứng phía trên. Trong mắt người đó lại có vẻ vui mừng. Từ trong cơ thể Dương Diệp có kiếm ý tầng 7 lao ra, trọng lực này lập tức tiêu tan thành mây khói. Nếu đối phương cố ý nhằm vào mình, vậy hắn cũng không cần thiết phải che giấu thực lực nữa. Cùng lúc đó, trong cơ thể An Nam tính cũng tuôn ra một quyền ý. Dù quyền ý cùng kiếm ý cách nhau rất gần, nhưng ở dưới sự khống chế của hai người, cũng không có phát sinh xung đột. Mà cùng nhau chống tải trọng lực trên thân của hai người. Ở phía sau Dương Diệp cùng An Nam tính, trong cơ thể La Tuấn cũng tuôn ra một khí chất vương giả màu trắng tinh thuần. Khi khí chất vương giả màu trắng tinh thuần này xuất hiện, trọng lực trên người của La Tuấn cùng Vân Lão còn có cái bóng bên cạnh hắn dập tức giảm đi rất nhiều. Nhìn Dương Diệp cùng An Nam tính, khóe miệng La Tuấn hiện ra một nụ cười lạnh, hắn lập tức bước nhanh hơn, hình như muốn vượt qua Dương Diệp cùng An Nam tính. Kiếm Hoàng. Ý niệm của Vũ Thần, hả, còn có Nhân Hoàng nữa. Cha cha, thật là thú vị, Kiếm Hoàng Vũ Thần còn có Nhân Hoàng lại có thể sinh ở cùng một thời đại. Thật có ý nghĩa, ha ha. Lão nhân cẩn thận quan sát Dương Diệp cùng An Nam tính, và cả La Tuấn, sau đó càng cười tươi hơn. Tiếp theo, hắn lại giơ tay phải lên và ép xuống phía dưới. Trên bậc đá tại có mấy nghìn huyền giả tập tức ăn rơi xuống. Hơn nữa số lượng vẫn đang không ngừng tăng thêm. Chỉ trong thời gian không đến mấy giây, trên bậc đá vốn có mấy vạn huyền giả, tại chỉ còn dư lại không được mấy trăm. Đám người La Tuấn cùng Ma Kha, Ma Hiên và cả Long tộc đều dừng lại. Trọng lực này làm cho bọn họ thiếu chút nữa đã phải quỳ xuống. Nếu như không phải sợ lão nhân này là Lưu Vân Thánh Giả, bọn họ cũng muốn mắng người. Đây không phải ta muốn bẫy người sao? Hai người Dương Diệp cùng An Nam tính cũng dừng. Bởi vì lần trọng lực này ít nhất đã gấp gần 40 lần. Dương Diệp cùng An Nam tính còn tốt, lấy thực lực của bọn họ, cho dù trọng lực gấp 40 lần này làm cho bọn họ cảm giác tốn sức, nhưng không hơn. Lão nhân này đang nhằm vào chúng ta phải không ngừng nỗ lực đi tới điểm cuối, nếu không, đợi lát nữa có thể sẽ vào trọng lực gấp 50,
thậm chí là gấp trăm lần. Dương Diệp nói. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Chúng ta cùng nhau liên thủ chứ, nếu không ta sợ trên đường đi hắn lại đột nhiên phát lực. Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh không từ chối, gật đầu một cái. Dương Diệp thấy thế thì không hề do dự nữa, kéo tay của An Nam Tĩnh. Thực lực thật sự của An Nam Tĩnh. Một, Dương Diệp thật sự không phải đang chiếm lợi, hắn cũng không có tâm tư đó. Sở dĩ hắn kéo tay An Nam Tĩnh, bởi vì ý niệm của hai người cần phải thông qua thân thể của hai người để dung hợp với nhau, nếu không, hai luồng ý niệm khác nhau, nhất định sẽ bài xích đối phương. Bị Dương Diệp kéo, An Nam Tĩnh hơi ngẩn người ra, quay đầu liếc nhìn Dương Diệp, nhưng không nói gì. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp hét to một tiếng rồi kéo tay của An Nam Tĩnh, bước đi như bay về bậc đá bên trên, mặc dù hai người không bay, nhưng sau khi sử dụng toàn lực, tốc độ căn bản không thể chậm hơn bay chút nào. Không đến hai hơi thở, hai người đã vượt qua mấy trăm bậc đá. Thật sao? Nhìn thấy An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp bước đi như bay, trong mắt lão nhân kia lóe lên một tia kinh ngạc, bây giờ trên bậc thang đá đã có trọng lực lớn gấp 40 lần. Không ngờ hai người này lại giống như không chịu ảnh hưởng vậy. Thật thú vị. Khóe miệng lão nhân lại cong lên khẽ cười, bàn tay ấn xuống phía dưới lần nữa. Gấp 80 lần trọng lực. Lần này, lão nhân không nhằm vào đám người La Tuấn nữa, mà đặc biệt nhằm vào An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có hai người này mới có thể nhận được trọng lực gấp 80 lần mà không nguy hiểm tới tính mạng, nếu như những người khác đột nhiên bị trọng lực gấp 80 lần ép xuống người. Nhất định sẽ trực tiếp bị trọng lực đè chết. Trọng lực biến thành gấp 80 lần, hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đột nhiên dừng lại. Nhưng trong phút chốc, hai luồng lực lượng ý cảnh khủng khiếp giống nha bão táp tràn ra khỏi cơ thể của hai người. Tiếp theo, hai người lại bước đi như bay về phía bậc đá bên trên. Lần này, tốc độ của hai người càng tăng nhanh hơn trước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt của lão già mặc áo đạo sĩ thoáng biến đổi. Theo bản năng lại muốn ấn xuống. Vừa ấn xuống, lão nhân mặc áo đạo sĩ lại hối hận, bởi vì lần trọng lực này là gấp 160 lần. Trọng lực gấp 160 lần đè lên trên người An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, lực lượng ý cảnh của hai người lập tức bị phá đi, chân của hai người cùng khuỵu xuống, lưng cũng còng lại. Nếu như không phải hai người có lực ý chí bền vững và kiên cố đến cực điểm, sợ rằng hai người đã trực tiếp ngã xuống đất. Con mẹ nó! Lão nhân này không phải là muốn giết chúng ta chứ? Trọng lực giống như ngọn núi lớn đè ở trên người, Dương Diệp cảm giác xương cốt toàn thân đều cũng kêu lên rắc rắc. An Nam Tĩnh cũng nhíu mày, trong mắt ngoại trừ có vẻ nghi ngờ, còn có tức giận. Dựa vào lực ý chí cường đại, hai người chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão nhân kia vốn chuẩn bị thu hồi trọng lực lại thấy kinh ngạc kêu lên một tiếng, và nhìn chằm chằm vào Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Đây chính là trọng lực gấp 160 lần đấy. Không ngờ hai người này đều có thể đứng vững được à. Sự kinh ngạc trong mắt lão nhân kia dần dần đổi lại thành niềm vui bất ngờ. Sao Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh dừng lại thế? Vân lão bên cạnh La Tuấn bỗng nhiên nói. Nghe vậy, đám người La Tuấn ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên chỉ thấy hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nhưng khi thấy Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nắm tay nhau, sắc mặt đám người La Tuấn biến đổi. Đặc biệt La Tuấn, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Chuyện mà hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp liên thủ, nhưng cảnh tượng nhìn thấy nói cho hắn biết, giữa hai người tuyệt đối có mờ ám. Hai người có thể là đắc tội lão nhân mặc áo bào đạo sĩ rồi. Vân lão nói, sở dĩ hai người vẫn không nhúc nhích, có thể là bị lão nhân kia nhằm vào. Ha ha, người phách lối bao giờ cũng dễ dàng chết nhanh. Hai người không để ý tới trọng lực lúc trước, đây không phải là đánh thẳng vào mặt của lão nhân mặc áo đạo sĩ sao? Lúc này thì hay rồi, bọn họ bị nhằm vào. Đây là thời điểm tốt nhất để giết bọn họ. Người áo đen bên cạnh La Tuấn đột nhiên nói một câu. Nghe vậy, ánh mắt Vân lão nhất thời sáng lên, nói. Cực ảnh nói đúng, chủ nhân, lúc này hai người Dương Diệp vẫn không nhúc nhích được, nhất định là bị lão nhân mặc áo đạo sĩ động tay động chân gì rồi. Đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. La Tuấn có chút động tâm, nhưng hình như đang e ngại gì đó. Chủ nhân, phải tận dụng thời cơ, nếu mất rồi sẽ không trở lại đâu, chúng ta phải mau chóng ra tay thôi. Vân lão có chút sốt ruột. La Tuấn trầm ngâm một lát,
trong mắt lóe lên sự tàn khốc, nói. Cực ảnh, Vân lão, các ngươi cùng ra tay đi. Hắn phải loại bỏ An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, nếu không đừng nói sau này, cho dù là bây giờ ở trong di tích thánh giả này, khi hai người liên thủ, hắn căn bản không có khả năng nhận được càn khôn đồ. Cho nên, An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp này phải chết. Vân lão cùng cực ảnh khẽ gật đầu, sau đó hai người tăng nhanh tốc độ. Trọng lực này quá mạnh mẽ, nàng có biện pháp gì hay không? Dương Diệp trầm giọng nói, nếu như vận dụng kiếm vực, hắn có thể phá vỡ 160 lần trọng lực này. Tuy nhiên không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn để lộ ra sự khủng khiếp của kiếm vực. Còn nữa, cho dù vận dụng kiếm vực, ai biết lão nhân trên bậc thang đá kia lại sẽ giở trò quỷ gì. Hắn đang nhằm vào chúng ta. An Nam Tĩnh nói. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta quá xuất chúng à? Dương Diệp nói. Mí mắt An Nam Tĩnh khẽ giật, liếc nhìn Dương Diệp nói. Bậc đá này chỉ dùng để đào thải người, cũng là dùng để thử thách người, trước đó chúng ta biểu hiện quá xuất chúng, đánh vào mặt lão nhân này, cho nên, hắn mới có thể làm cho trọng lực trên người chúng ta càng lúc càng nặng. Đương nhiên, đây cũng là chuyện tốt, bởi vì điều này đại biểu hắn coi trọng chúng ta, nếu như ngươi có thể đi tới bậc thang cuối cùng ở dưới trọng lực gấp 160 lần, có lẽ hắn sẽ cho ngươi nhận được truyền thừa của Lưu Vân Thánh Giả. Nàng không hề có hứng thú đối với truyền thừa Lưu Vân Thánh Giả sao? Dương Diệp nói, đây chính là truyền thừa của cường giả cảnh giới thánh giả đấy. An Nam Tĩnh lắc đầu, nói, ta đã có con đường võ đạo của mình rồi. Dương Diệp đang chuẩn bị nói, lúc này, trọng lực trên người hắn lại tăng lên. Gấp 200 lần, sắc mặt hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thoáng biến đổi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên gương mặt của lão nhân mặc áo bào đạo sĩ kia đang tươi cười, dường như đang nói cho các ngươi nói chuyện phiếm. Hai mắt Dương Diệp híp lại và đang muốn thi triển ra kiếm vực. Đúng lúc này, đồng tử của Dương Diệp co lại, bởi vì chẳng biết lúc nào, một người áo đen đã xuất hiện ở phía sau của hắn, đồng thời một thanh đoản đao đã đâm vào sau gáy của hắn. Dương Diệp không để ý tới thanh đoản đao cùng người áo đen phía sau, mà chợt quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ đánh về phía đầu của An Nam Tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Dương Diệp lộ ra sát ý, từ trong cơ thể có kiếm ý tầng 9 phát ra, thanh đoản kiếm phía sau gáy hắn lập tức bị đẩy lùi, người áo đen kia cũng bị chấn động phải lùi lại mấy bước. Kiếm ý tầng 9 à? Trên bậc thang đá, lão nhân mặc áo bào đạo sĩ kia vừa mới chuẩn bị ra tay, lúc này trong mắt lại đầy kinh ngạc, tiểu tử này che giấu quá sâu. Thậm chí ngay cả mình cũng bị hắn giấu giếm được. Không đúng, có cường giả thay hắn che giấu khí tức. Thật thú vị. Lão nhân mặc áo đạo sĩ không ra tay nữa, trên gương mặt tươi cười. Sau khi thi triển ra kiếm ý tầng 9, Dương Diệp thấy trọng lực trên người đột nhiên giảm đi rất nhiều, hắn kéo An Nam Tĩnh ra phía sau, sau đó một quyền đánh về phía bàn tay khổng lồ kia. Bị trọng lực gấp 200 lần trói buộc, Dương Diệp làm sao có thể đỡ được một đòn toàn lực của cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm chứ? Nắm đấm vừa tiếp xúc đến bàn tay khổng lồ kia. Dương Diệp lại phun ra một ngụm máu tươi, hai chân khuỵu xuống, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Đâm đầu vào chỗ chết. Vân lão gầm lên giận dữ, biến trưởng thành quyền, và đánh về phía đầu của Dương Diệp, nắm đấm càng lúc càng lớn, đợi tới lúc đến trước mặt Dương Diệp, nắm đấm đã giống như một cái đỉnh khổng lồ vậy. Quyền phong cường đại làm cho tóc trên đầu của Dương Diệp không ngừng tung bay. Cùng lúc đó, hơn 10 đường ánh sáng lạnh thoáng hiện ở trước mắt của Dương Diệp. Hơn 10 đạo quang nhận bắn về phía các vị trí quan trọng trên người Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp hiện ra nụ cười có chút hung ác, và chuẩn bị thi triển ra kiếm vực. Đúng lúc này, chợt nghe ầm một tiếng, tất cả mọi người ở đó đều phải biến sắc. Ánh mắt mọi người nhìn về phía An Nam Tĩnh. Từng ý cảnh khủng khiếp cuồn cuộn trào ra khỏi cơ thể của An Nam Tĩnh. Quyền ý tầng 9. Ý chí chiến đấu tầng 9. Thương ý tầng 9. Ý cảnh tốc độ tầng 9. Ý cảnh lực lượng tầng 9. Giờ phút này, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, bao gồm cả lão nhân mặc áo bào đạo sĩ trên bậc thang đá kia. Phía dưới, lần đầu tiên trong mắt La Tuấn có vẻ kiêng kỵ. Nhưng còn chưa xong, lại có một lực lượng ý cảnh lao ra khỏi cơ thể của An Nam Tĩnh. Sát ý tầng 9. Khóe miệng Dương Diệp co giật mạnh. An Nam Tĩnh nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Cho tới nay,
không phải ngươi luôn tò mò ta mạnh như thế nào sao? Ngày hôm nay ta cho ngươi xem thử. An Nam Tĩnh nói xong lại giơ tay ra phía trước nắm chặt. Hợp. Dương Diệp có thể cảm giác được, sau khi An Nam Tĩnh nói ra chữ kia, 6 loại lực lượng ý cảnh tầng 9 xung quanh lập tức dung hợp thành một ý niệm. Khi này ý niệm do 6 loại hợp thành ý niệm mới, ra đầu của Dương Diệp có hơi tê dại, An Nam Tĩnh muốn nghịch thiên à. Bởi vì từ trên người An Nam Tĩnh, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Lan. An Nam Tĩnh nhìn Vân Lão đang lộ vẻ sợ hãi, bỗng nhiên nàng quát một tiếng, ý niệm mới lập tức đánh vào trên thân của Vân Lão. Ở trong mắt kinh hãi của mọi người, Vân Bão trực tiếp bay ngược ra ngoài và rơi trên mặt đất, sau đó ngã xuống bậc thang đá phía dưới. Tất cả mọi người đều trợn trừng hai mắt, nhìn An Nam Tĩnh và không thể tưởng tượng nổi. Đây là vũ thần vô địch thiên hạ sao? Nếu như mình không tính ngộ kiếm vực, chỉ sợ cũng sẽ không phải là đối thủ của An Nam Tĩnh mất. An Nam Tĩnh thể hiện ra thực lực, làm cho Dương Diệp cũng phải chấn động. An Nam Tĩnh đúng là yêu nghiệt. Hắn biết rõ, nếu như hắn không lĩnh ngộ kiếm vực, kiếm hoàng hắn tuyệt đối sẽ bị An Nam Tĩnh ngăn chặn. Thân hình cực ảnh lóe lên, hóa thành hơn 1.000 tàn ảnh lùi lại phía sau, khóe miệng An Nam Tĩnh cong lên lộ vẻ xem thường, thân hình nàng cũng lóe lên, mấy nghìn tàn ảnh xuất hiện. Tiếp theo, mọi người chỉ nghe ầm một tiếng, lập tức có một bóng người rơi vào trước mặt nhân hoàng La Tuấn. Lúc trước ta đã cảnh cáo ngươi, bảo ngươi đừng tới trêu chọc ta, ngươi lại không nghe. An Nam Tĩnh chậm rãi đi về phía La Tuấn, nói. Nếu như vậy, hãy để ta giết chết ngươi. Sắc mặt của La Tuấn khó coi tới cực điểm, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, khi mình đối mặt với vũ thần An Nam Tĩnh này, hắn không có chút phần thắng nào. Vào lúc An Nam Tĩnh muốn ra tay, một lão nhân mặc áo gai đã xuất hiện ở trước mặt của An Nam Tĩnh, cười gượng và lắc đầu, nói. Nhà đầu, dừng lại ở đây thôi. Nếu không lão tổ ta lại muốn dẫn theo ngươi bỏ mạng ở nơi chân trời mất. Cường giả cảnh giới hoàng giả. Đồng tử của Dương Diệp co lại, đối phương tại có thể tiến vào di tích thánh giả này à? Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía lão nhân mặc áo đạo sĩ. Lão nhân mặc áo đạo sĩ hờ hững, giống như không nhìn thấy lão nhân áo gai kia vậy. An Nam Tĩnh nhìn thẳng vào lão nhân áo gai, nói. Hắn động thủ với ta trước. Ta biết. Lão nhân áo gai nói. Nhưng không có cách nào, ai bảo người ta có nhiều người, người chỉ có một mình lão tổ ta chứ. An Nam Tĩnh im lặng. Lão nhân áo gai than thở. Ta biết người cảm thấy oan ức, ta cũng thấy oan ức, nhưng sự thực chính là như vậy, người ta mạnh hơn chúng ta có oan ức cũng đành phải chịu đựng thôi. Ta sẽ không để cho lão tổ phải khó xử. An Nam Tĩnh xoay người đi về phía bậc thang đá. Lão nhân áo gai lắc đầu và liếc mắt nhìn La Tuấn, nói. Nếu như không phải nể tình lão tổ tông của ngươi, ta thật sự muốn một tát đập chết ngươi. Ngay cả lão tổ tông của ngươi cũng không dám có ý đồ với nha đầu, ngươi cũng dám có ý định muốn giết nàng. Ngươi thật sự cho rằng bây giờ ngươi đã là chúa tể của đại lục sao? Vẻ mặt La Tuấn thâm trầm. Lão nhân áo gai không có để ý La Tuấn, mà nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh, nói. Còn cả ngươi nữa, tiểu tử ngươi bỏ ngay ý định với nha đầu nhà ta đi, nếu không, cho dù có yêu hoàng che chở ngươi, ta cũng muốn đập chết ngươi. Nói xong, lão nhân áo gai vung tay phải lên, thân thể của Vân Lão cùng cực ảnh vốn đang trọng thương nằm dưới đất lập tức nổ tung, sau đó hắn không hề để ý tới La Tuấn, trực tiếp biến mất. Nhìn thấy Vân Lão cùng cực ảnh bị giết, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để cho hắn giết chết La Tuấn sao? Đạo khí tiên thiên khủng khiếp. 1. Dương Diệp vừa muốn động thủ, An Nam Tĩnh lại là ngăn cản hắn, nàng nói. Bên ngoài có một vị cường giả đế quốc đỉnh hán cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, ở chỗ này, người không giết được hắn đâu. Nghe vậy, Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn về phía La Tuấn đang trầm mặt, nói. La Tuấn, ngươi có biết không, ta thật sự khinh thường người. Thật sự không hiểu được thiên địa này làm sao có thể chọn loại người như người làm nhân hoàng được. Không phải ta tự khen mình, ta cảm thấy bản thân ta ưu tú hơn người nhiều. Nếu không, ngươi nhường nhân hoàng kiếm cho ta, để ta làm nhân hoàng cho rồi. Bởi vì La Tuấn ngươi thật sự rất sỉ nhục cái danh hiệu nhân hoàng này. La Tuấn cười khẽ, nói. Phép khích tướng thật thấp kém, ta có phải sỉ nhục cái danh hiệu nhân hoàng này hay không, còn chưa tới phiên Dương Diệp người tới bình luận.
ta biết người muốn đánh với ta một trận, người yên tâm, ta sẽ cho người được toại nguyện. Toại nguyện à? Dương Diệp lắc đầu, nói. La Tuấn, ngươi quá đề cao bản thân ngươi rồi, ta chỉ muốn giết ngươi, mà không phải muốn đấu một với một cùng ngươi, ngươi hiểu chưa? Vẻ mặt La Tuấn thâm trầm, trong mắt lộ rõ sát ý. Dương Diệp không để ý tới La Tuấn nữa, quay sang nhìn An Nam Tĩnh, nói. Lúc trước lão tổ của nàng nói ta cách xa nàng một chút, hắn nói vậy là có ý gì? Hắn sợ ngươi lừa ta chạy mất. An Nam Tĩnh khẽ nói. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, cười gượng, nói. Ngươi lão tổ này thật đúng là khôi hài. Trong lòng hắn lại thầm xấu hổ, lừa gạt An Nam Tĩnh à? Hắn thật ra cũng muốn, nhưng có thể làm được sao? Đúng lúc này, lão nhân mặc áo đạo sĩ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, lão nhân nhìn về phía An Nam Tĩnh và nói. Tiểu nữ hài, lão đạo tuyên bố ngươi đủ tiêu chuẩn, ngươi không cần tham gia những thử thách sau đó nữa. Đi thôi, ngươi đi với ta nhận truyền thừa chính thống của Lưu Vân Thánh Giả. Sắc mặt lão nhân mặc áo đạo sĩ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hưng phấn giống như vạn con ngựa đang lao nhanh, sáu loại ý cảnh, hơn nữa còn đều là tầng 9. Đừng nói là bây giờ, cho dù hơn một vạn năm trước, thời cổ đại khi thiên tài nhiều như cá giết qua sông, nàng cũng có thể được xem là yêu nghiệt trong các yêu nghiệt đấy. Cho dù người cầm kiếm bên cạnh cũng không tệ, nhưng so với tiểu nữ hài này thì không thể không nói là thua kém quá nhiều. Dù sao người cầm kiếm chẳng qua chỉ lĩnh ngộ kiếm ý mà thôi. Tiền bối, như vậy không công bằng. Đúng lúc này, La Tuấn bỗng nhiên nói. Dựa vào cái gì lại chọn nàng chứ? Thật ra hắn không phải muốn có được truyền thừa Lưu Vân Thánh Giả, hắn chỉ là sự lão nhân mặc áo đạo sĩ thần bí này sẽ để lại tất cả đồ của Lưu Vân Thánh Giả lại cho An Nam Tĩnh. Nếu như vậy, hắn đi chuyến này chẳng phải đã uống phí rồi sao? Bởi vì tới quan hệ giữa hắn và An Nam Tĩnh lúc này, đối phương tuyệt đối sẽ không đưa càn khôn đồ cho hắn. Công bằng à! Lão nhân mặc áo đạo sĩ cười khẽ một tiếng, nói. Được, lão đạo cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi đánh bại tiểu nữ hài này, ta lại cho ngươi đi tới chỗ có truyền thừa chính thống của Lưu Vân Thánh Giả, ngươi thấy thế nào? Nói xong, lão nhân mặc áo đạo sĩ nhìn lướt qua đám người ma tộc cùng với yêu tộc phía sau La Tuấn, nói. Các ngươi cũng giống vậy, đánh bại nha đầu này, các ngươi đều có cơ hội. Khóe miệng La Tuấn khẽ giật, sắc mặt khó coi giống như ăn phải một con ruồi vậy. Sắc mặt Ma Hiên và cả đại hán mày rậm cũng rất khó coi. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nhìn về phía An Nam Tĩnh, trên mặt đầy vẻ hiền hòa, nói. Được rồi, người không quan tâm tới bọn chúng làm gì, ta đã chờ nhiều năm như vậy rồi, bây giờ chúng ta đi chỗ truyền thừa, chỉ cần ngươi nhận truyền thừa, ta sẽ được giải thoát rồi. An Nam Tĩnh nhìn thẳng vào lão nhân mặc áo đạo sĩ, nói. Người cảm thấy ta cần Lưu Vân Thánh Giả chính thống sao? Lão nhân mặc áo đạo sĩ thoáng biến sắc, im lặng một lát, hắn mới nói. Nhà đầu, trên người ngươi có rất nhiều truyền thừa, mỗi loại truyền thừa cũng không kém, điểm khó có được chính là ngươi biến những truyền thừa khác thành võ đạo của mình. Về điểm ấy, lão đạo bội phục ngươi, nếu như ở vạn năm trước, ngươi muốn vượt qua Lưu Vân Thánh Giả cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì bất kể là thiên phú, hay là ngộ tính, ngươi tuyệt đối không kém hơn Lưu Vân Thánh Giả. Nhưng nhà đầu, bây giờ là vạn năm sau, cho dù ta không ra ngoài được, nhưng ta có thể cảm giác. Lấy mức độ linh khí loãng trong thế giới hiện nay, người có tu luyện cả đời cũng là không đạt được tới cảnh giới thánh giả. Ta sẽ xông vào thiên lộ. An Nam Tĩnh nói. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Ngươi sẽ không thành công. Vì sao? Câu hỏi là Dương Diệp. Bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho loại người như ngươi đạt được cảnh giới thánh giả. Lão nhân mặc áo đạo sĩ trầm giọng nói. Ngươi quá yêu nghiệt đến mức không ai không kiêng kỵ. Cho nên, ngươi nhất định sẽ thất bại thôi. Sắc mặt Dương Diệp nhất biến, nói. Có người đang khống chế thiên lộ sao? Sắc mặt An Nam Tĩnh cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Có một số việc, các ngươi biết sẽ bất lợi cho các ngươi thôi. Các ngươi chỉ cần biết rằng, các ngươi cần phải mạnh hơn trong sự tưởng tượng của các ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nếu không... Nghìn năm tu luyện thì cuối cùng cũng sẽ chỉ hóa thành một đống bụi bặm. Bởi vì, đối với một vài người, chúng ta quá yếu. Tiền bối, ngươi sẽ không phải đang dọa chúng ta chứ? Dương Diệp nói. Vạn năm trước,
trên đại lục có người đã xông qua thiên lộ mà. Ai? Lão nhân mặc áo đạo sĩ biến sắc nói. Tổ sư của kiếm tông. Dương Diệp nói. Vạn năm qua, hắn là người duy nhất xông qua thiên lộ, không chỉ xông qua, còn muốn quay lại thiên lộ đánh một lần nữa. Nếu quả thật đúng như lời tiền bối nói, những người nắm giữ thiên lộ biến thái như vậy, sao tổ sư của kiếm tông có thể xông qua thiên lộ được chứ? Còn nữa, cho dù tổ sư của kiếm tông yêu nghiệt, nhưng ta tin tưởng, sau này thành tựu của An Nam Tĩnh chắc chắn sẽ không thấp hơn hắn. Vậy tổ sư của kiếm tông gì đó của ngươi bây giờ ở đâu? Trong giọng nói của lão nhân mặc áo đạo sĩ có phần sốt ruột hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Không biết, hắn đã từng để lại một tia phân hồn ở thế gian này, ta may mắn gặp được, nhưng phân hồn này căn bản không có ký ức năm đó. Hắn chẳng qua chỉ báo cho ta biết, mình phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ gật đầu, nói. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha, các ngươi cảm thấy hắn thật sự xông qua thiên lộ rồi sao? Tiền bối nói vậy là có ý gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi, thiên lộ này thật sự đã càng lúc càng thần bí rồi. Lão nhân mặc áo đạo sĩ lắc đầu, nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Nhà đầu, ta biết ngươi rất có tự tin, nhưng ngươi đừng xem thường Lưu Vân Thánh giả, hắn có thể thành thánh thì tất nhiên có chỗ độc đáo của hắn. Nếu như ngươi nhận được truyền thừa chính thống của hắn sẽ có lợi ích rất lớn cho ngươi. Để hắn nhận truyền thừa thì thế nào? An Nam Tĩnh chỉ vào Dương Diệp nói. Dương Diệp sửng sốt. Lão nhân mặc áo đạo sĩ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu, nói. Cho dù hắn cũng không tệ, nhưng CG vẫn kém hơn ngươi quá nhiều. Lấy tư chất của hắn, sợ rằng Lưu Vân Thánh giả sẽ chướng mắt, nhưng nếu là ngươi thì khẳng định không thành vấn đề. Bởi vì nếu như ngay cả ngươi, ngài cũng chướng mắt, vậy chỉ sợ trên đời này cũng không có người nào đáng để cho ngài để ý nữa. Bị khinh bỉ. Dương Diệp nhún vai nhưng không phản bác, dù sao hắn cũng không có hứng thú với truyền thừa Lưu Vân Thánh giả gì đó, nếu như đối phương là thánh giả kiếm đạo, hắn nhất định sẽ có hứng thú, nhưng đáng tiếc đối phương lại không phải. Hắn rất mạnh. An Nam Tĩnh nói rất chân thành. Không mạnh, hắn vẫn quá yếu so với ngươi. Lão nhân mặc áo đạo sĩ không thèm để ý tới cảm nhận của Dương Diệp, tiếp tục khinh thường Dương Diệp, sau đó ra sức nâng cao An Nam Tĩnh lên. An Nam Tĩnh còn muốn nói điều gì, lúc này, Dương Diệp lại nói. Nàng đừng đề cử ta nữa, nếu không ta còn không biết sẽ bị người ta khinh bỉ thành thế nào đâu. Lão nhân này nói không sai, truyền thừa chính thống của Lưu Vân Thánh giả này nhất định sẽ có giúp đỡ cho nàng. Nếu nó đã có giúp đỡ, vậy tại sao nàng lại muốn từ chối chứ? Về phần ta, lẽ nào nàng còn không biết sao, ta chỉ thuần túy đi theo con đường kiếm đạo. Đạo chính thống khác sẽ không có giúp đỡ lớn quá lớn cho ta. Lão nhân mặc áo đạo sĩ kiếc mắt nhìn Dương Diệp với vẻ tán thưởng, tiểu tử này đúng ta thức thời. An Nam Tĩnh im tặng một lát, sau đó hỏi. Vậy Càn Khôn Đồ ở đâu? Càn Khôn Đồ. Vẻ mặt lão nhân mặc áo đạo sĩ có chút kỳ lạ liếc nhìn An Nam Tĩnh, nói. Ngươi tìm Càn Khôn Đồ làm cái gì? Bởi vì ta cần nó. Dương Diệp nói. Tiền bối. Càn Khôn Đồ có chút giúp đỡ với ta, không biết tiền bối có thế. Lão nhân mặc áo đạo sĩ vẫy vẫy tay, giọng nói cũng lạnh đi, nói. Tiểu tử, nể tình lúc trước người thức thời, ta khuyên người một câu, người đừng có ý đồ gì với Càn Khôn Đồ. Tuông Lưu Vân Cung cũng có ít bảo vật, người cứ lấy đi, sau đó hãy đi ra ngoài. Vì sao ạ? Dương Diệp không hiểu nói. Bởi vì ngươi sẽ chết. Lão nhân mặc áo đạo sĩ tức giận nói. Ngươi có biết Càn Khôn Đồ là gì hay không? Đó là đạo khí tiên thiên có khí linh, ngươi biết khí linh của đạo khí tiên thiên khủng khiếp tới mức nào không? Cái này tương đương với cường giả cảnh giới hoàng giả, ngươi lại có ý đồ với nó, ngươi muốn chết phải không? Tương đương với cường giả cảnh giới hoàng giả à? Dương Diệp kinh ngạc nói. Lão đầu, ngươi đừng lừa dối ta, đạo khí tiên thiên có biến thái như vậy sao? Dương Diệp nói xong lại chỉ vào La Tuấn phía xa, nói. Trên tay hắn lại có Nhân Hoàng Kiếm, đứng đầu trong bảng xếp hạng của đạo khí tiên thiên, sao ta không thấy thanh kiếm kia có gì biến thái vậy? Đúng không kẻ không biết gì. Lão nhân mặc áo đạo sĩ cười lạnh một tiếng, nói. Chẳng qua khí linh của Nhân Hoàng Kiếm đã ngủ say thôi, chờ nó tỉnh lại, ngươi xem thử nó có biến thái không?
còn cả thanh thương trong tay nha đầu kia nữa. Khí linh của chúng đều chỉ đang ngủ say, chờ bọn chúng tỉnh, khí linh cùng khí thân dung hợp hoàn mỹ, người sẽ biết đạo khí tiên thiên khủng khiếp tới mức nào. Cổ tay của Dương Diệp lật lại, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trong tay hắn, nói. Vỏ kiếm cổ này của ta cũng có kiếm linh, vì sao nàng không mạnh? Khóe miệng lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ giật, nói. Ta làm sao biết được, ngươi cho ta là thần chắc, còn nữa, vỏ kiếm cổ này của ngươi không phải là đạo khí tiên thiên. Không công bằng, vũ khí của vũ thần là đạo khí tiên thiên, vũ khí của nhân hoàng cũng là đạo khí tiên thiên, sao vũ khí của ta lại không phải chứ? Dương Diệp bĩu môi và có chút bất mãn nhìn vỏ kiếm cổ này thật kém cỏi. Khóe miệng của lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ giật, có chút tức giận nói. Ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc không phân biệt tốt xấu, cho dù vỏ kiếm cổ này của ngươi không phải là đạo khí tiên thiên, nhưng nó căn bản sẽ không kém hơn đạo khí tiên thiên. Vì sao, tiền bối biết vỏ kiếm cổ này à? Dương Diệp vội vàng hỏi. Bởi vì, lão nhân mặc áo đạo sĩ vừa muốn nói gì, một tiếng kiếm ngân từ vỏ kiếm cổ trong tay Dương Diệp vang lên, lão nhân mặc áo đạo sĩ liếc mắt nhìn vỏ kiếm cổ, sau đó ngậm miệng. Dương Diệp chán nản. Thật vất vả hắn mới gặp phải một người biết vỏ kiếm cổ, vào lúc đối phương muốn nói ra lai lịch của vỏ kiếm cổ, nó lại xông ra gây chuyện, thật đúng là khốn kiếp mà. Được rồi, không cần nói những lời vô nghĩa đó làm gì cả. Các ngươi đi với ta tới cung điện của tiểu tử Lưu Vân Thánh giả kia. Tiểu tử, đây là ta nể mặt tiểu nữ hài mới dẫn ngươi đi, đi tới nơi đó, ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Lão nhân mặc áo đạo sĩ vung tay phải lên. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất. Khi lão nhân mặc áo đạo sĩ cùng Dương Diệp và An Nam Tĩnh biến mất. Trên bậc thang đá, trọng lực trên bậc thang đá lập tức biến mất, tất cả huyền giả thở phào nhẹ nhõm, sau đó chạy nhanh về phía các bậc thềm phía trên giống như một làn gió vậy. Cho dù bọn họ không có khả năng nhận được truyền thừa của Lưu Vân Thánh giả, nhưng cung điện lớn. Như vậy, bên trong nhất định có rất nhiều bảo vật, nếu đã tới. Bọn họ làm sao có thể trở về tay không được chứ? Đoàn người của Hoàng Kim Thần Long tộc cùng ma tộc cũng xông tới, bọn họ tới, lại không phải phải vì truyền thừa của Lưu Vân Thánh giả, bởi vì Lưu Vân Thánh giả là thánh giả của nhân loại, thánh giá nhân loại làm sao có thể trao truyền thừa lại cho ma tộc cùng yêu tộc bọn họ chứ? Sở dĩ bọn họ tới di tích thánh giả, chủ yếu vẫn là vì muốn nhận được bảo vật của Lưu Vân Thánh giả mà thôi. Có ai lại không muốn nhận được đồ của một cường giả cảnh giới thánh giả chứ? Duy nhất chỉ có đám người La Tuấn là không hề dịch chuyển. Chủ nhân, chúng ta nên làm thế nào đây? Dung Ma Ma trầm giọng nói. Lúc trước thực lực của nàng hơi kém, không bằng đám người Vân Lão, bởi vậy khi lén tập kích Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, nàng không có cơ hội tham gia, cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới giữ được một mạng. La Tuấn hít sâu một hơi, nói. Càn khôn đồ có thể sẽ rơi vào trong tay An Nam Tĩnh hoặc Dương Diệp, chúng ta ở chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Truyền mệnh lệnh của ta, bảo đoàn trưởng của 10 đại quân đoàn nhanh chóng tới đây. Nói đến đây, La Tuấn trầm ngâm một chút lại nói. Làm cho 4 đại thống lĩnh của quân đoàn phệ hồn, còn có 2 các chủ cùng 4 phó đại các chủ của ám lâu, ảnh lâu nhanh chóng tới đây. Dung Ma Ma thầm dùng mình, nàng biết lần này chủ nhân đã hạ quyết tâm muốn giết chết Dương Diệp. La Tuấn nhìn vào cuối cầu thang và nói. Cũng tốt, lại để ngươi mang càn khôn đồ tới cho ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chỗ bậc đá, Ân Huyên Nhi nhìn La Tuấn rời đi, chân mày nhíu lại. Lúc trước, vì sao không để cho chúng ta đi tới làm quen với Dương Diệp? Lục Kiếm Giao đang ở bên cạnh Ân Huyên Nhi bất mãn nói. Thật ra các nàng sớm đã tới đất man hoang, nhưng Ân Huyên Nhi lại không cho nàng đi tìm Dương Diệp. Điều này làm cho Lục Kiếm Giao rất khó chịu. Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao, nói. Ngươi nhìn thấy rõ ràng rồi chứ, La Tuấn lại không thể làm gì được Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, nhưng người ta cần giết chúng ta lại đơn giản không khác gì bóp chết một con kiến. Ngươi đi tìm Dương Diệp, La Tuấn tuyệt đối sẽ nhằm vào ngươi, La Tuấn tới giết ngươi, hoặc muốn bắt ngươi, ngươi lấy cái gì để chống lại người ta chứ? Không phải còn có Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh sao? Lục Kiếm Giao khẽ nói, trong dòng cũng không mấy phâu lắng. Ân Huyên Nhi lắc đầu, nói. Sao người tại đần như vậy, hãm hại bằng hữu như thế chứ? Người biết vì sao Dương Diệp còn để người tới di tích thánh giả này không? Cho dù Dương Diệp là người có thủ đoạn độc ác,
làm việc không chút lưu tình, nhưng hắn cũng là một người trong tình nghĩa. Trước đây, khi hắn đột phá, người có chết cũng lựa chọn ngăn cản ở trước mặt hắn. Vào giây phút đó, hắn đã thật sự xem người già bằng hữu, cho nên hắn mới có thể bao dung người như vậy. Nhưng bản thân người phải có chút trực giác chứ. Với thực lực của người bây giờ, người ở bên cạnh hắn ngoại trừ trở thành gánh nặng của hắn ra, có thể giúp gì hắn đây? Nếu không thể giúp được hắn, chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn, vậy tại sao còn muốn đi theo hắn làm gì? Bản thân người suy nghĩ thật kỹ đi. Lục Kiếm Giao im lặng, gương mặt có phần tái nhợt. Chúng ta đi thôi, nếu như ta không đoán sai, trong cung điện của Lưu Vân Thánh giả này nhất định sẽ có rất nhiều võ kỹ huyền bảo, nếu chúng ta đi trễ, sẽ không có phần nữa đâu. Ân Huyền Nhi dẫn theo đám người Kim Sa đi về phía bậc đá bên trên. Lục Kiếm Giao im lặng hồi lâu, sau đó cũng đi theo. Hắn chính là Lưu Vân Thánh giả sao? Trong một gian đại điện, Dương Diệp kinh ngạc chỉ vào một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, ngay trước mặt hắn. Nhìn nam tử trung niên này không có chỗ nào đặc biệt, phải nói là rất bình thường, đặc biệt bình thường, giống như một người bình thường chưa từng tu luyện gì. Trong mắt An Nam Tĩnh có phần kinh ngạc, rõ ràng nàng cũng không nghĩ tới cường giả cảnh giới thánh giả lại bình thường như vậy. Các ngươi cảm thấy bất ngờ sao? Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Hắn quả thật chính là Lưu Vân Thánh giả, năm đó hắn cũng là người có tài năng khiến người ta phải kinh ngạc. Nhìn này gương mặt Lưu Vân Thánh giả hồng hào, không có gì giống với người đã chết, Dương Diệp nói. Lưu Vân Thánh giả cũng biến mất giống như những thánh giả viễn cổ vậy, hay đã chết rồi? Lão nhân mặc áo đạo sĩ lắc đầu, nói. Ta không biết, ngươi cũng đừng hỏi ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói xong lại đi tới trước mặt Lưu Vân Thánh giả, nói. Ngươi muốn đợi đã tới rồi. Trong ánh mắt cảnh giác của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, một bóng người mờ ảo gần như trong suốt xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Lưu Vân Thánh giả. Phân hồn. Bóng người trong suốt này chính là phân hồn của Lưu Vân Thánh giả. Lưu Vân Thánh giả mở hai mắt ra, nhìn về phía An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, khi thấy An Nam Tĩnh, hắn khẽ nhíu mày, nói. Nữ nhân sao? Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, sâu trong đôi mắt hiện ra một sự nghi ngờ cùng bất an. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Nàng không có khả năng là người bình thường, nàng nắm giữ 6 loại ý cảnh, đồng thời tất cả đều đã đạt tới tầng 9. Thiên phú như vậy, cho dù là ở thời đại của ngươi, chỉ sợ cũng là người nổi tiếng đúng không? Trong mắt Lưu Vân Thánh giả có vẻ kinh ngạc, cẩn thận quan sát An Nam Tĩnh một lúc mới nói. Quả nhiên là tài năng tuyệt thế, đúng là thiên phú của yêu nghiệt. Ta không nghĩ tới 10.000 năm sau, đại lục còn có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Không tệ, thật sự không tệ. Trên mặt hắn mỉm cười. Tiếp theo, Lưu Vân Thánh giả nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử này cũng rất tốt. Còn tuổi nhỏ lại đạt tới kiếm ý tầng 9, coi như là thiên tài, tuy nhiên vẫn kém hơn tiểu nữ hài này rất nhiều. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Kiếm ý tầng 9 à? Lưu Vân Thánh giả khẽ gật đầu, nói. Ở tuổi này đã đạt được kiếm ý tầng 9, quả thật được xem là thiên tài, tuy nhiên đáng tiếc, cũng chỉ có thể tính là thiên tài mà thôi, không thể xem như là yêu nghiệt tuyệt thế. Lưu Vân Thánh giả nói xong, ánh mắt nhìn An Nam Tĩnh có chút do dự. Nhưng một lát sau, do dự đã biến thành kiên định. Bị Lưu Vân Thánh giả nhìn envy, An Nam Tĩnh khẽ nhíu mày và chẳng hiểu tại sao, nàng cảm thấy không thích Lưu Vân Thánh giả này. Ngươi vẫn không hài lòng sao? Lúc này, này lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Nếu như ngươi còn không hài lòng về tiểu nữ hài này, vậy ta dám cam đoan, ngươi sẽ không tìm được người nào có thể thỏa mãn cả. Bởi vì thiên phú của tiểu nữ hài này tuyệt đối là tồn tại đứng đầu hiện nay. Lưu Vân Thánh giả khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Tiểu nữ hài, người có muốn tiếp nhận truyền thừa của ta không? Đúng rồi, có lẽ người còn chưa hiểu nhiều về ta, để ta tự giới thiệu qua. Ta vốn tên là Diệp Lưu Vân, khi 5 tuổi ta đã bắt đầu luyện, 19 tuổi đạt được cảnh giới tôn giả, 50 tuổi đạt được cảnh giới hoàng giả, 390 tuổi đạt được cảnh giới thánh giả. Ở viễn cổ, số người 390 tuổi đã đạt tới trước cảnh giới thánh giả cũng không quá một bàn tay đâu. Ta mạo muội hỏi một câu, hiện nay tiền bối đã chết, hay là còn sống? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Lưu Vân Thánh giả nhíu mày, hình như có chút không vui,
tuy nhiên vẫn giải thích. Trừ phi cường giả cảnh giới thánh giả tự sát, hoặc bị người giết, bằng không sẽ không chết. Bởi vì bọn họ đã đột phá được rào cản của tuổi thọ, thật sự đạt tới tuổi thọ cùng với trời đất. Cho nên, người hỏi vấn đề này đúng là không có hiểu biết gì cả. Nghe vậy, Dương Diệp hơi cúi đầu, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Ta không muốn nhận truyền thừa đạo chính thống của ngươi. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Ánh mắt Lưu Vân Thánh giả nhìn An Nam Tĩnh, nhíu mày hỏi. Vì sao? An Nam Tĩnh nói. Ta tới đây chỉ vì muốn tìm Càn Khôn Đồ thôi. Khóe miệng của lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ giật, Dương Diệp lại kinh ngạc nhìn An Nam Tĩnh. Càn Khôn Đồ, An Nam Tĩnh tới nơi này là vì Càn Khôn Đồ sao? Không cần suy nghĩ Dương Diệp cũng biết, An Nam Tĩnh tìm đến nó tuyệt đối không phải là vì Nhân Hoàng La Tuấn. Nếu không phải vì Nhân Hoàng La Tuấn, vậy chỉ còn lại một khả năng. Đó chính là vì Dương Diệp hắn. Dương Diệp cảm thấy mình có chút tự luyến, nhưng hắn cảm giác đúng là như vậy. Càn Khôn Đồ à? Lưu Vân Thánh giả liếc mắt nhìn lão nhân mặc áo đạo sĩ, sau đó nói. Ta đúng là có Càn Khôn Đồ, tuy nhiên nó lại là đạo khí tiên thiên, vì sao ta phải đưa nó cho ngươi đây? Ngươi sẽ không phải muốn cướp đi chứ? Ha ha, cho dù lúc này ta chỉ là một tia phân hồn, nhưng ta vẫn có thể dễ dàng đánh chết cảnh giới hoàng giả bình thường. Tuy nhiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Cứ nói ra điều kiện của ngươi. An Nam Tĩnh nói. Lưu Vân Thánh giả nói. Sau khi người tiếp nhận truyền thừa của ta, kế thừa đạo chính thống của ta, Càn Khôn Đồ và cả những bảo vật bên trong cung điện này đều sẽ thuộc về người. Chuyện này chính là một chuyện tốt đối với người, không phải sao? Bởi vì người cũng không có tổn thất gì, chẳng qua chỉ tiếp nhận truyền thừa của ta, vừa có thể nâng cao thực lực của ngươi, có thể được một món đạo khí tiên thiên cùng với bảo vật khác. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Lưu Vân Thánh giả, nói. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Giống như lời Lưu Vân Thánh giả nói, chuyện này không có hại gì cho nàng cả. Lưu Vân Thánh giả mỉm cười, nói. Được, bây giờ ngươi thả lỏng tâm thần, đợi lát nữa khi ta xâm nhập vào trong thức hải của ngươi, ngươi không nên chống cự, cứ yên tâm tiếp nhận truyền thừa là được, hiểu rõ chưa? An Nam Tĩnh nhíu mày, nói. Ta từng tiếp nhận qua truyền thừa vũ thần, hình như cũng không phải như vậy. Trước đây khi nhận truyền thừa vũ thần chẳng qua chỉ truyền ký ức của vũ thân vào trong đầu nàng, cũng không bảo nàng phải hoàn toàn thả lỏng tâm thần cùng thức hải. Phải biết rằng, khi thả tâm thần cùng thức hải và không chống cự, nếu như đối phương có ác ý, đó sẽ gả chuyện vô cùng nguy hiểm đấy. Truyền thừa vũ thần chẳng qua ta truyền thừa một bộ phận. Mà ta và truyền thừa tất cả, đương nhiên không giống với hắn rồi. Lưu Vân Thánh giả cười nói. Ta chỉ là một tia phân hồn. Lẽ nào người còn sợ ta có ác ý với người sao? Còn nữa, lúc này các ngươi ở chỗ này của ta, nếu ta có ác ý với các ngươi, hình như các ngươi cũng không có sức phản kháng thì phải. Nghe được Lưu Vân Thánh giả nói vậy, Dương Diệp càng nhíu mày. An Nam Tĩnh không do dự nữa, khẽ gật đầu, nói. Đến đây đi. Trong mắt Lưu Vân Thánh giả lóe lên sự hưng phấn, muốn chui vào trong đầu của An Nam Tĩnh. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng ở trước mặt An Nam Tĩnh, nói. Khoan đã! Trong mắt Lưu Vân Thánh giả lóe lên ra sát ý lạnh lẽo. Nhận thấy được sát ý của Lưu Vân Thánh giả, trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình và vội vàng nói. Tiền bối, vãn bối bất tài nhưng vẫn muốn truyền thừa đạo chính thống của tiền bối, mong rằng tiền bối giúp ta được toại nguyện. An Nam Tĩnh muốn nói gì đó lại bị Dương Diệp kéo tay, chỉ thấy Dương Diệp cười nói. An Nam Tĩnh! Nàng đã nhận được quá nhiều truyền thừa vũ thần như vậy, vậy có thể nhường lại truyền thừa của tiền bối cho ta được không? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, chẳng qua trong mắt có một sự nghi ngờ. Nghe được Dương Diệp nói vậy, sát ý trong mắt Lưu Vân Thánh giả tản đi, lại tươi cười và nói. Tiểu tử, cho dù thực lực của ngươi cũng không tệ, cũng có tiềm lực tốt, nhưng vẫn kém hơn tiểu nữ hài này rất nhiều. Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Ta không muốn truyền đạo chính thống của ta cho người bình thường, cho dù ngươi có cảm thấy không tầm thường, nhưng lại có người càng xuất sắc hơn người, người hiểu ý của ta không? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Nếu như ta là người kiếm tâm thông minh thì sao? Kiếm tâm thông minh à? Lão nhân mặc áo đạo sĩ cùng Lưu Vân Thánh giả thoáng biến sắc. Lưu Vân Thánh giả bay đến trước mặt Dương Diệp, nhìn chăm chú vào Dương Diệp một lát,
cuối cùng có chút thán phục nói. Quả nhiên là kiếm tâm thông minh, không nghĩ tới người còn trẻ tuổi như vậy tự nhiên lại có thể đạt được kiếm tâm thông minh. Tiểu tử, ở trong các kiếm tu ta biết, nếu luận về thiên phú thì ngươi có thể đạt vị trí trước 10. Tiểu tử, tại sao lúc trước ngươi không nói ngươi là người kiếm tâm thông minh? Lão nhân mặc áo đạo sĩ tức giận, người này lại còn giấu giếm mình. Ngươi lại không hỏi ta. Dương Diệp giang tay ra, tỏ vẻ mình vô tội. Lão nhân mặc áo đạo sĩ chán nản. Lưu Vân Thánh giả nhìn Dương Diệp, sau đó lại nhìn An Nam Tĩnh, trong mắt có một chút do dự, một lát sau, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu, nói. Tiểu tử, mặc dù ngươi là kiếm tâm thông minh, nhưng vẫn kém hơn tiểu nữ hài này một ít. Cho nên, ta vẫn quyết định truyền đạo chính thống của ta cho tiểu nữ hài này. Đúng lúc này, Dương Diệp bước về phía trước, một lực lượng thần bí xuất hiện ở xung quanh mọi người. Khi cảm nhận được lực lượng thần bí này, vẻ mặt của Lưu Vân Thánh giả cùng lão nhân mặc áo đạo sĩ biến đổi. Kiếm vực, đây là kiếm vực, người không ngờ lại lĩnh ngộ kiếm vực. Lão nhân mặc áo đạo sĩ chỉ vào Dương Diệp, giọng nói cũng có chút run rẩy. Trong mắt Lưu Vân Thánh giả ngoại trừ ngạc nhiên ra, còn có hưng phấn cùng kích động. Dương Diệp liếc mắt nhìn lão nhân mặc áo đạo sĩ cùng Lưu Vân Thánh giả, sâu trong đôi mắt hiện lên chút sát khí. Lưu Vân Thánh giả cùng lão nhân mặc áo đạo sĩ tuyệt đối không phải là người tốt lành gì, cho dù không có chứng cứ gì, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, hai người này tuyệt đối có vấn đề. Còn nữa, Kiểm Kinh cũng phát ra cảnh cáo, điều này làm cho hắn càng xác định hai người cũng không phải là người tương thiện, đây cũng là nguyên nhân lại sao hắn muốn ngăn cản An Nam Tĩnh tiếp nhận truyền thừa. Bây giờ, hắn muốn ra tay, nhưng sự thực nói cho hắn biết. Cho dù hai người trước mắt này bị hắn kiếm vực ảnh hưởng nhưng cũng không quá lớn. Hắn biết, cho dù hắn có thi triển ra tất cả lực lượng của kiếm vực, cũng không có khả năng gây ra phiền toái gì lớn cho hai người. Cường giả cảnh giới tôn giả thật sự không thể chống lại được cường giả cảnh giới hoàng giả. Dương Diệp thu hồi sát ý trong lòng, thành khẩn nói. Tiền bối, vãn bối thật sự muốn truyền thừa đạo chính thống của tiền bối, vẫn hy vọng tiền bối giúp đỡ cho. Cho dù vãn bối không dám nói có thể vượt qua tiền bối năm đó, nhưng vãn bối dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ sự anh minh của tiền bối. Có thể được. Lần này Lưu Vân Thánh giả không do dự nữa. Cho dù tiểu nữ hài bên cạnh này lĩnh ngộ 6 loại ý cảnh, nhưng chẳng qua là ý cảnh, tiểu tử trước mắt này lại lĩnh ngộ vực cảnh còn cao hơn cả ý cảnh, đối phương lại là nam, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn Dương Diệp. An Nam Tĩnh nhìn Lưu Vân Thánh giả, lại nhìn Dương Diệp. Nàng muốn nói gì đó nhưng Dương Diệp đã nắm thật chặt tay nàng, sau đó quay đầu liếc nhìn nàng, cười nói. Nàng sẽ không trách ta cướp truyền thừa của nàng chứ? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lại nói. Yên tâm, nàng biết ta là người không làm chuyện mà không nắm chắc, ta có lòng tin tiếp nhận được truyền thừa của tiền bối. Lúc này, Lưu Vân Thánh giả cũng nói. Tiểu nữ hài yên tâm, cho dù ngươi không thể nhận truyền thừa đạo chính thống của ta. Nhưng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đợi lát nữa ngươi đi trong bảo khố của ta lấy mấy bảo vật, trong đó còn có mấy cái là đạo khí. Hắn nói xong lại liếc mắt nhìn lão nhân mặc áo đạo sĩ, nói. Tiểu đồ, ngươi dẫn tiểu nữ hài đi bảo khố chọn mấy món đồ đi. Lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy bọn họ tiếp nhận truyền thừa nữa. An Nam Tĩnh nhìn thật sâu vào trong mắt Dương Diệp, sau đó cùng lão nhân mặc áo đạo sĩ đi ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi còn là một kẻ si tình như vậy, lại muốn hy sinh chính mình để cứu tiểu nữ oa kia. Lưu Vân Thánh giả mỉm cười, nhìn Dương Diệp nói. Lộ ra bộ mặt thật rồi sao? Dương Diệp nhìn thẳng Lưu Vân Thánh giả, hóa ra đối phương đã sớm nhìn thấu sự thù địch của mình, không hổ danh là cường giả cảnh giới thánh giả, trong lòng Dương Diệp càng thêm lo lắng. Ta rất tò mò, không biết ngươi làm sao biết được ta có ác ý với các ngươi. Lưu Vân Thánh giả nói. Thành thật mà nói, ta tự cho rằng mình không có lộ ra sơ hở gì, vì sao người và cả tiểu nữ oa kia đều có lòng đề phòng với ta như vậy. Đặc biệt là ngươi, lúc trước người thi triển ra kiếm vực còn lộ ý định muốn giết ta, quả nhiên làm cho ta rất tò mò. Dương Diệp nói. Thật ra ta cũng rất tò mò, bây giờ người chẳng qua chỉ là một tia phân hồn. Vì sao còn muốn gây bất lợi cho chúng ta? Cho dù muốn đoạt xác, người chỉ là một tia phân hồn hình như cũng không làm được đi. Nếu không thể đoạt xác, vậy mục đích của ngươi lại là gì?
nể tình ta sắp chết, ngươi có thể thỏa mãn sự tò mò của ta được không? Tiểu tử thú vị. Lưu Vân Thánh giả mỉm cười, nói. Không ngờ ngươi đoán được ta muốn đoạt xác. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Lưu Vân Thánh giả hít sâu một hơi, tiếp theo, trước mắt Dương Diệp, bóng dáng trong suốt của hắn càng lúc càng rõ ràng, dần dần giống như trở thành thực chất. Ngươi còn chưa chết. Dương Diệp cố kìm nén sự chấn động trong lòng, trầm giọng nói. Một cường giả cảnh giới thánh giả còn chưa chết, đừng nói hắn, sợ rằng trên đời này không có người nào có thể không bị chấn động được. Sai rồi. Lưu Vân Thánh giả vung tay phải lên, thân thể dưới người hắn lập tức hóa thành một đống tro bụi, nói. Hơn một vạn năm trước, ta bị hai thánh giả tập kích làm sức sống trong thân thể bị hủy hết, hồn phách thiếu chút nữa cũng bị đánh tan. May là được quý nhân trợ giúp mới giữ lại được hồn phách bị tàn phá. Sau đó ta trốn ở đây và tu dưỡng hơn một vạn năm, cuối cùng hồn phách của ta cũng được sửa xong, bây giờ, ta chỉ thiếu một thân thể có thể chịu đựng nổi linh hồn của ta. Ngươi rất thích hợp. Thì ra là thế. Dương Diệp nói. Vậy bây giờ ngươi là linh hồn thể sao? Lưu Vân Thánh giả cười nói. Ta biết dự định của ngươi, nhưng ta không ngại nói cho ngươi biết, cho dù ta là linh hồn thể. Không có thân thể gửi gắm, cảnh giới không phải là cảnh giới thánh giả, thậm chí cũng không bằng bán thánh, nhưng lúc trước ta cũng không lừa ngươi, ta muốn giết cảnh giới hoàng giả bình thường thì vẫn dễ dàng như trở bàn tay, cho dù ngươi rất yêu nghiệt, nhưng ngươi hoàn toàn không có nổi phần thắng đâu. Nói đến đây, Lưu Vân Thánh giả dừng tại một lát mới nói tiếp. Thật ra ngươi thật sự làm cho ta rất bất ngờ, nếu không phải bởi vì có sự tồn tại của ngươi, chỉ sợ ta sẽ có rất nhiều phiền phức. Cho dù nha đầu kia không phải là đối thủ của ta, nhưng nàng lại có một lão tổ cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, nếu là trước đây, ta muốn giải quyết một huyền giả có thực lực như vậy chỉ cần vung tay một cái tà xong, nhưng bây giờ, loại cường giả này vẫn còn có chút uy hiếp đối với ta. Tuy nhiên rất may còn có sự tồn tại của người, có thể làm cho ta không cần đi mạo hiểm có ý đồ với nha đầu kia. Một vấn đề cuối cùng. Dương Diệp nói. Trương trời đất này. Người có thể là cường giả cảnh giới thánh giả duy nhất, mặc dù bây giờ không phải, nhưng chí ít đã từng là vậy. Ta muốn hỏi, vì sao mảnh thiên địa này không có cường giả cảnh giới thánh giả xuất hiện? Mà cần phải thông qua thiên lộ, mới có thể trở thành cường giả cảnh giới thánh giả. Trở thành thánh giả thì cần phải có linh khí cực lớn, ngoại trừ linh khí, còn cần một loại linh khí tên là hồng mông tử khí, nó đã từng có ở đại lục, nhưng bây giờ, chắc hẳn mảnh thiên địa này không còn nó nữa. Đá thông thiên lộ có thể thành thánh, là bởi vì trên thiên lộ chính là thế giới ngoài mảnh thiên địa này, mảnh thế giới này có hồng mông tử khí, cho nên sau khi đánh thông thiên lộ thì có thể thu được hồng mông tử khí, sau đó thành thánh. Lưu Vân Thánh giả nói, thiên lộ là do ai đang thao túng vậy? Dương Diệp lại hỏi, hắn quan tâm nhất chính là vấn đề này, bởi vì chuyện này có liên quan tới tương lai của hắn cần biết tương lai mình phải đối mặt với những kẻ địch nào. Lưu Vân Thánh giả nói, nếu như người khác tới cướp đồ của nhà ngươi, ngươi có thể phản kháng hay không? Thế giới này không có gì là đúng với sai cả, chỉ có kẻ mạnh cùng kẻ yếu. Hiện tại linh khí của đại lục đã loãng cực hạn, ngươi biết vì sao bây giờ xuất hiện vũ thần, cùng với nhân hoàng cùng kiếm hoàng sao? Nếu như ta không đoán sai, đây có thể là một trận đánh cuối cùng của thiên địa này. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp hỏi. Lưu Vân Thánh giả nói, đại lục huyền giả của chúng ta bây giờ đã suy yếu rồi, không có thánh giả, chỉ cần một cường giả cảnh giới thánh giả đến đây, lại có thể quét ngang toàn bộ đại lục chúng ta, dưới loại tình huống này, mảnh thiên địa này tự nhiên sẽ cảm giác được nguy hiểm, cho nên, nó mới có thể quyết định đánh một trận cuối cùng, hy sinh phần lớn mọi người, để trợ giúp cho số ít, làm cho những người này đánh thông qua thiên lộ, tốt nhất là trực tiếp hủy diệt thiên lộ. Làm cho mảnh thế giới này nổi tiền với thế giới bên ngoài. Tìm được cơ hội mới, nhưng đáng tiếc, có thể nó sẽ không được toại nguyện. Mảnh thiên địa này đang thao túng cuộc sống của chúng ta sao? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Mảnh thiên địa này là, người, à. Tất cả vạn vật đều có linh. Lưu Vân Thánh giả nói. Được rồi, ta đã nói quá nhiều. Ta nghĩ chắc hẳn ngươi cũng có thể chết nhắm mắt được rồi. Ta khuyên ngươi một câu. Đợi lát nữa, ngươi tốt nhất đừng phản kháng, bởi vì làm như vậy không những phí công, còn làm ngươi càng thêm đau khổ. Cố gắng phối hợp với ta, ta sẽ làm cho ngươi biến mất nhanh hơn một chút. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Đến đây đi.
Lưu Vân Thánh Giả mỉm cười, nói. Đúng là vật nhỏ thức thời, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá đau khổ. Lưu Vân Thánh Giả vừa nói dứt lời đã hóa thành một tia sáng trực tiếp tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Lưu Vân Thánh Giả bước vào trong ý thức của Dương Diệp, nhưng ở trong ý thức của Dương Diệp lại có một tiểu nữ hài mặc váy công chúa màu trắng đang lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi là ai, tại sao ngươi lại ở trong ý thức của hắn vậy? Trên mặt Lưu Vân Thánh Giả không hề thản nhiên, trong mắt có vẻ kinh hãi. Có thể tu luyện thành thánh thì người chưa tính là một phế vật, nhưng đáng tiếc là vạn năm sau, lại có thể rơi xuống tình trạng kém cỏi như vậy, cần nhờ đoạt xác người khác để sống sót. Người đoạt xác người khác thì cũng thôi, cho dù người đoạt xác nữ tử lúc trước, ta cũng sẽ không quản, nhưng người không muốn chết tử tế, lại đi đoạt xác tên ngu ngốc này. Thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không của người lại xông vào. Tiểu nữ hài chậm rãi nâng quyền trượng bảo thạch trong tay lên. Trên quyền trượng bảo thạch dần dần phát ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Ngươi là người của thế giới kia, tại sao người lại ở đây? Sao ngươi, có thể như vậy được, Lưu Vân Thánh Giả kinh hãi nhìn tiểu nữ hài, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi biết quá nhiều. Tiểu nữ hài vung quyền trượng lên, ánh sáng bảy màu lập tức che phủ Lưu Vân Thánh Giả, tiếp theo. Trong ánh sáng bảy màu truyền đến tiếng gào hét đầy phẫn nộ của Lưu Vân Thánh Giả. Không, không, ta không cam lòng, ta khổ sở chờ đợi suốt một vạn năm ngàn năm, một vạn năm ngàn năm đấy. Ta không cam lòng, ta muốn trở lại thế gian một lần nữa. Ta giết ngươi. Bên trong ánh sáng bảy màu, một ánh sáng màu xanh không ngừng tăng lên, hình như muốn phá tan ánh sáng bảy màu. Tiểu nữ hài hừ lạnh, nói. Nếu như ngươi có thực lực ban đầu, lấy tình hình của ta lúc này sẽ thật sự không có cách nào làm được gì, tuy nhiên bây giờ ngươi chẳng qua là một linh hồn thể, hơn nữa lại là kẻ ngốc ngốc muốn tìm chết, đi đến địa bàn làm cho ngươi không có cách nào thi triển ra được rất nhiều thần thông linh hồn, như vậy mà ta còn không trừng trị được ngươi, chẳng phải ta ngu ngốc tới mức làm cho người ta cười tới chết sao? Quyền trượng trong tay tiểu nữ hài nhất thời chuyển động, ánh sáng bảy màu tăng mạnh, ánh sáng màu xanh lục vừa lao tới lại bị nhấn chìm. Tiếp theo. Bên trong ánh sáng bảy màu truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lưu Vân Thánh Giả, sau đó, âm thanh biến mất, ánh sáng bảy màu cũng tiêu tan, rất nhiều chất lỏng màu xanh nổ mạnh trong thức hải Dương Diệp. Lại để tên ngu ngốc này được lợi rồi. Tiểu nữ hài hừ lạnh, gương mặt có chút trắng bệch. Bên ngoài, khi nghe tới tiếng kêu thảm thiết của Lưu Vân Thánh Giả, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ hắn dám để cho Lưu Vân Thánh Giả bước vào bên trong thức hải của hắn. Là bởi vì trong cơ thể hắn có một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài không để cho hắn thất vọng, nàng đã thành công giết chết được Lưu Vân Thánh Giả. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện một năng lượng khủng khiếp đang đánh thẳng vào thức hải, trong cơ thể của hắn. Dương Diệp vội vàng ngồi xếp bằng xuống, dẫn dắt năng lượng kia. Tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhìn hắn, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Sao vẫn còn yếu như thế chứ? Thế này thì tới lúc nào ngươi mới có thể đưa ta về nhà đây? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, nói. Về nhà, nàng muốn về thế giới kia của nàng sao? Những gì Lưu Vân Thánh Giả nói lúc trước, hắn đều nghe được. Hóa ra tiểu nữ hài này không phải là người của thế giới này, chỉ có điều nàng sẽ là người của thế giới nào. Thế giới đó có giống với đại lục huyền giả không? Ta tới nơi này đã rất lâu rồi. Nhất định là phụ vương cùng mẫu hậu đang rất nhớ ta. Trên gương mặt non nớt của tiểu nữ hài lộ ra sự đau thương, nói. Còn có tỷ tỷ nữa, bọn họ nhất định đang tìm ta khắp nơi. Chẳng qua chỗ này thật sự quá hoang vắng, bọn họ căn bản không tìm tới nơi này. Cho nên, ta chỉ có thể dựa vào chính mình để trở lại, không đúng, là dựa vào ngươi, tên ngu ngốc này, ngươi đúng là quá ngu ngốc mà. Sao ngươi tu luyện lâu như vậy, vẫn kém thế chứ? Dương Diệp đen mặt, mình tu luyện như vậy còn chậm sao? Nhưng thấy đối phương chẳng qua là một tiểu nữ hài, Dương Diệp đành phải nhịn. Dương Diệp quyết định không đi trêu chọc tiểu nữ hài tình tình nóng nảy này, hắn tiếp tục nhắm hai mắt lại, cố gắng tiêu hóa những năng lượng màu xanh kia. Đại khái sau một giờ, Dương Diệp mở hai mắt ra và đứng lên, khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười mỉm, nói. Cảnh giới tôn giả tam phẩm. Không nghĩ tới những năng lượng kia làm cho mình thoáng cái đã đột phá tới ba phẩm, ha ha, thật đúng là trong cái rủi có cái may. Đó là nhờ có ta.
Lúc này, tiểu nữ hài bay đến trước mặt Dương Diệp, nói. Không có ta, ngươi đã sớm bị hắn đoạt xác rồi. Đúng, đúng vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Cảm ơn nàng, ta sẽ cố gắng nâng cao thực lực, sau đó đưa nàng về nhà. Ừ, ta phải mạnh mẽ hơn nữa, mới có thể đưa nàng về nhà đúng không? Nắm lấy vòng xoáy nhỏ của ngươi. Tiểu nữ hài nói. Cố gắng sử dụng nó, sau đó làm ta khôi phục thực lực là được. Vậy ta phải làm thế nào mới có khả năng nắm giữ nó chứ? Dương Diệp vội vàng hỏi, hắn cũng muốn nắm giữ vòng xoáy nhỏ này, cho dù nó ở trong cơ thể hắn, nhưng hắn căn bản không khống chế được đối phương, đây là một chuyện vẫn làm cho hắn rất buồn bực. Đạt được thực lực của kẻ vừa chết kia là được. Tiểu nữ hài khẽ nói. Dương Diệp sửng sốt, người vừa chết kia à? Thoáng cái, sắc mặt Dương Diệp trở nên khó coi, người mà nàng nói tới là Lưu Vân Thánh Giả đấy. Đó là cảnh giới thánh giả mà. Thế nào, chuyện này rất khó khăn sao? Thần sắc tiểu nữ hài có chút lạnh giá. Dương Diệp thành thật khẽ gật đầu. Ngu ngốc, người của thế giới các ngươi không thể trở thành thánh giả là bởi vì không có hồng mông tử khí, nhưng người có mà. Trong nước xoáy nhỏ bên trong cơ thể người lại có hồng mông tử khí thuần nhất, chỉ cần người cố gắng hơn nữa, đến lúc đó muốn đột phá đến cảnh giới thánh giả thì căn bản không phải là chuyện gì khó cả. Ngươi đã hiểu chưa? Tiểu nữ hài nói. Nàng nói những mây tía kia chính là hồng mông tử khí sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Nếu không người tưởng gì? Tiểu nữ hài nói. Nếu như không phải là hồng mông tử khí, ngươi tưởng tượng có thể đạt đến cảnh giới như bây giờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi. Sao? Không phải nhờ có hồng mông tử khí, ngươi cho rằng thân thể ngươi có thể cường hãn như bây giờ sao? Không phải nhờ có hồng mông tử khí. Ngươi cho rằng những huyền thú còn cả linh vật thiên địa sẽ theo ngươi sao? Dương Diệp. Im lặng một lát, Dương Diệp mới bình tĩnh lại, sau đó nói. Nếu để cho người khác biết trong cơ thể ta có hồng mông tử khí, thì sẽ thế nào? Cường giả cảnh giới hoàng giả trong thế giới này đều sẽ đến giết ngươi. Tiểu nữ hài khẽ nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, kinh ngạc nói. Trong cơ thể ta có hồng mông tử khí. Vậy có phải là chỉ cần ta bằng lòng thì có thể làm cho vài cường giả đạt được cảnh giới hoàng giả tiến vào cảnh giới thánh giả không? Có thể. Dương Diệp vui mừng, hắn có thể tạo ra một cường giả cảnh giới thánh giả, điều này có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là hắn có một núi dựa lớn siêu cấp vô địch. Tới khi đó, đế quốc đỉnh Hán, tông môn gì đó cũng chỉ là tồn tại giống như mây khói mà thôi. Nhưng tiểu nữ hài lại nhanh chóng dội cho hắn một chậu nước lạnh. Nàng nói. Bây giờ trong cơ thể ngươi có rất ít hồng mông tử khí thuần khiết, căn bản không đủ để một cường giả cảnh giới hoàng giả thành thánh. Nếu để cho người ta biết bên trong cơ thể ngươi có hồng mông tử khí, kết quả duy nhất chính là đối phương bắt ngươi, nuôi ngươi như gia súc chuyên cung cấp hồng mông tử khí cho đối phương. Mà lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi hoàn toàn không có khả năng phản kháng, không phải sao? Trên trán Dương Diệp không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tiểu nữ hài nói không sai. Mình thiếu chút nữa lại đi tìm đường chết. Cho dù quan hệ giữa hắn và Bách Hiểu Xanh, yêu hoàng vẫn rất tốt, nhưng Dương Diệp không tin đối phương có thể chống lại sự hấp dẫn của hồng mông tử khí, đây chính là thứ có thể thành thánh đấy. Đừng nói quan hệ trước mắt của hắn cùng với đối phương là quan hệ lợi dụng, cho dù là hai bên là người thân, cho dù là cha con, sợ rằng đối phương cũng sẽ ra tay giết hắn. Mục đích bọn họ tu luyện mấy nghìn năm là vì cái gì? Tất nhiên là để thành thánh. Ở trước mặt chuyện thành thánh, những cái khác đều nhỏ bé không đáng để nhắc tới. Dương Diệp lắc đầu, không muốn nghĩ tới chuyện tạo thánh nhân nữa, nói. Đúng rồi, nhà của nàng ở đâu? Có cách nơi này xa không? Đó là hệ ngân hà, cách nơi này hàng trăm triệu năm ánh sáng. Trên mặt của tiểu nữ tử đầy đau thương, nhìn qua rất đáng yêu. Hệ ngân hà, đó là nơi nào vậy? Còn nữa, hàng trăm triệu năm ánh sáng là bao xa? Ngươi quá ngu ngốc, ngay cả điều này mà cũng không biết. Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp đen mặt, tiểu nữ hài mỉm cười, nhưng rất nhanh. Lại trầm mặt xuống, nói. Cho dù ngươi trở thành thánh giả, ngươi cũng không thể đến được chỗ ta. Ngươi chỉ cần cố gắng nâng cao thực lực, nắm giữ vòng xoáy nhỏ này, sau này giúp đỡ ta khôi phục thực lực, để cho ta có thể liên hệ với phụ vương ta sẽ đến đón ta. Yên tâm, tới lúc đó ngươi sẽ có nhiều lợi ích. Người đã biết cửu chuyển kim đan chưa? Kẻ ngu ngốc như ngươi chắc chắn ta không biết rồi.
nếu như bây giờ ngươi ăn một viên đan dược này, lại có thể lập tức thành thánh. Đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi một hồ lô để xem như báo đáp. Một viên đan dược lại có thể làm cho hắn thành thánh à? Dương Diệp nuốt nước bọt, hắn thật sự không thể bình tĩnh được. Chẳng qua, liệu điều này có đáng tin không? Dương Diệp do dự một lát mới cẩn thận tìm từ, nói. Cái đó, có phải quá khoa trương hay không? Đương nhiên, ta không phải có ý nghi ngờ nàng, nàng cũng biết, ở chỗ chúng ta, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nàng nói xem, đồ nhà quê. Tiểu nữ hài liếc mắt nhìn Dương Diệp với vẻ khinh bỉ, nói. Ngươi là sinh vật nhà quê nên ta tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của ngươi. Đồ nhà quê không biết gì, điều bây giờ ngươi cần phải làm là cố gắng trở nên mạnh mẽ, bởi vì trật tự trong thế giới này của các ngươi lại sắp sụp đổ rồi. Đến lúc đó, thực lực ngươi không mạnh thì sẽ không có cách nào tránh thoát khỏi thế giới này, ngươi sẽ phải chết, hiểu chưa? Thần sắc Dương Diệp nghiêm trọng, nói. Thế giới này của chúng ta thật sự sắp diệt vong rồi sao? Ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi không? Tiểu nữ hài nói. Đừng nói là thế giới này của các ngươi, bất kỳ một thời giới nào không có thánh nhân đều sẽ có ngày diệt vong. Không muốn chết thì ngươi, phải nhanh chóng tu luyện, cố gắng tu luyện đi. Ta không nói nữa, có người đến rồi. Nếu không có việc gì thì người đừng tới phiền ta mệt chết rồi, ta phải nghỉ ngơi đây. Tiểu nữ hài nói xong lại biến mất ở trước mặt Dương Diệp. Đúng lúc này, lão nhân mặc áo đạo sĩ từ ngoài cửa bay tới, khi thấy Dương Diệp lúc, lão nhân mặc áo đạo sĩ vui mừng, nói. Lưu Vân Thánh Giả, hiện tại đã ngươi thành công, có phải ngươi cũng nên giải trừ phong ấn của ta, trả lại tự do thân thể cho không? Lưu Vân Thánh Giả. Dương Diệp có phần sững sờ, nhưng hắn lập tức hiểu được lão nhân mặc áo đạo sĩ trước mắt này đã xem mình là Lưu Vân Thánh Giả. Nghĩ đến đây, khóe miệng Dương Diệp cong lên, khẽ mỉm cười. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, hai tay chắp sau lưng với bộ dạng ta là cường giả siêu cấp và nói với giọng điệu lạnh lùng. Tiểu nữ oa kia đâu? Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Nàng bị ta nhốt ở trong thiên bảo các rồi, đợi lát nữa sau khi chúng ta rời đi sẽ thả nàng ra. Nếu không, nàng có thể sẽ sinh lòng nghi ngờ ngươi. Lưu Vân Thánh Giả, ngươi nhanh giải phong ấn của ta đi. Ta ở đây hơn một vạn năm đã thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đã lâu rồi ta không được ngửi không khí trong lành đấy. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, an nam tính không có việc gì là tốt rồi. Sau khi cân nhắc một lát, hắn nói. Ta vừa dung hợp với linh hồn của thân thể này nên ký ức có phần bị hao tổn, quên mất một vài chuyện, nếu không, ngươi chờ ta hoàn toàn khôi phục lại sẽ giải phong ấn của ngươi vậy. Vẻ mặt lão nhân mặc áo đạo sĩ trầm xuống, nói. Lưu Vân Thánh Giả, không phải ngươi muốn đổi ý chứ? Dương Diệp nói. Ngươi chắc hẳn hiểu rõ, cho dù linh hồn ta được chữa trị phần lớn, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, lúc trước ta mạnh mẽ đoạt xác, người này lại là kiếm đạo thông minh nên có lực ý chí vô cùng vững vàng, bởi vậy hắn làm cho linh hồn của ta bị công kích ở mức độ nhất định, điều này làm cho ta thiếu đi một phần ký ức. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn chờ, vậy ngươi nói cho ta biết phải giải trừ phong ấn của ngươi thế nào là được. Lão nhân mặc áo đạo sĩ liếc nhìn Dương Diệp với vẻ nghi ngờ, nói. Ký ức của ngươi thật sự xuất hiện vấn đề sao? Dương Diệp mở hai mắt ra và thản nhiên liếc nhìn lão nhân mặc áo đạo sĩ, sau đó nói. Nếu ngươi không tin thì quên đi, ngươi không muốn nói, vậy chờ ta hoàn toàn khôi phục sẽ giải trừ phong ấn trên người ngươi. Dương Diệp nói xong lại chậm rãi đi ra ngoài cửa. Thật ra, trong lòng Dương Diệp vẫn còn có chút thấp thỏm, lão nhân mặc áo đạo sĩ này là cường giả cảnh giới hoàng giả, nếu như đối phương nghi ngờ lời của hắn, ở nơi đây, hắn tuyệt đối sẽ phải chết. Hắn có thể lấy thực lực của cảnh giới linh giả vượt cấp giết chết cảnh giới tôn giả, nhưng hắn tuyệt đối không làm được chuyện lấy thực lực của cảnh giới tôn giả chém giết cảnh giới hoàng giả. Không có gì có thể bù đắp được chênh lệch giữa cảnh giới tôn giả cùng cảnh giới hoàng giả cả. Nhìn thấy, Lưu Vân Thánh Giả, xoay người đi ra ngoài, lão nhân mặc áo đạo sĩ cắn răng, bỏ đi nghi ngờ trong lòng, nói. Lưu Vân Thánh Giả, trước đây ngươi dùng ngươi một tia phân hồn không mang ký ức của ngươi khóa trên người ta, chỉ cần ngươi thu lại tia phân hồn này, ta tự nhiên có thể được giải thoát rồi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thầm dùng mình, hắn đứng lại, hai mắt khép hờ. Một lát sau, Dương Diệp mở hai mắt ra, trong mắt chợt lóe lên sự mừng rỡ.
bởi vì hắn tự nhiên cảm nhận được tia phân hồn trên người của lão nhân mặc áo đạo sĩ này. Dương Diệp suy nghĩ cẩn thận, hắn cắn nuốt hồn phách của Lưu Vân Thánh Giả, vậy có thể nói hắn chính là Lưu Vân Thánh Giả. Đương nhiên, bởi vì ký ức trong hồn phách của Lưu Vân Thánh Giả đã bị tiểu nữ hài xóa đi, cho nên Dương Diệp vẫn là Dương Diệp. Bởi vậy, Dương Diệp có thể cảm nhận được tia phần hồn trên người của lão nhân mặc áo đạo sĩ, đồng thời còn có thể khống chế nó, bởi vì tia phân hồn này không có ký ức nên đã xem Dương Diệp trở thành Lưu Vân Thánh Giả. Dương Diệp xoay người nhìn lão nhân mặc áo đạo sĩ, khóe miệng cong lên cười mỉm, hồn niệm thoáng động. A! À, lão nhân mặc áo đạo sĩ đột nhiên ôm đầu kêu lên thảm thiết. Sau một khắc, lão nhân mặc áo đạo sĩ co quắp ngã trên mặt đất, trên mặt đầy vẻ thống khổ, hắn oán độc nhìn Dương Diệp, nói. Lưu Vân Thánh Giả, ngươi là lừa đảo nói không giữ lời, ngươi nô dịch ta hơn một vạn năm còn không chịu buông tha cho ta. Trước đây ngươi đã linh hồn ra thể, lẽ nào ngươi không sợ bị thiên đạo giết chết sao? Dương Diệp lắc đầu, nói. Hắn đã bị thiên đạo giết chết rồi. Nghe vậy, đồng tử của lão nhân mặc áo đạo sĩ co lại và kinh hãi nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi không phải tà Lưu Vân Thánh Giả, ngươi là kiếm tu Dương Diệp kia sao? Ngươi trả lời đúng rồi. Dương Diệp cười nói. Ngươi cảm thấy rất bất ngờ sao? Sao có thể như vậy được chứ? Lão nhân mặc áo đạo sĩ không thể tin nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi làm sao có thể làm được như vậy? Sao Lưu Vân Thánh Giả có thể thất bại được? Ngươi chẳng qua chỉ là một cảnh giới tôn giả kiếm tu, sao có thể chống lại được Lưu Vân Thánh Giả? Dương Diệp nói. Đây không phải là chuyện người nên quan tâm, bây giờ ngươi nên quan tâm tới bản thân người thì tốt hơn đấy. Ta chỉ hỏi một câu thôi, ngươi muốn sống, hay là muốn chết? Nếu như muốn chết, bây giờ ta lại giúp người được loại nguyện, làm cho kinh hồn người tự nổ. Nếu như người muốn sống, vậy lại phải có giác ngộ của kẻ muốn sống, ngươi chắc hẳn đã hiểu rõ ý của ta rồi chứ. Ngươi cũng muốn nô dịch ta. Lão nhân mặc áo đạo sĩ buồn bã cười, nói. Hơn một vạn năm ta phải ở chỗ không thấy mặt trời này, ta bị nô dịch hơn một vạn năm, ha ha, hiện tại còn bị người nô dịch nữa, ông trời ơi, ngươi thật quá bất công mà. Dương Diệp nói. Nói như vậy là ngươi muốn chết sao? Lão nhân mặc áo đạo sĩ nhìn Dương Diệp với vẻ oán độc, nói. Ta muốn chết, tuy nhiên ta cho ngươi biết, cho dù ta chết cũng phải kéo ngươi cùng tiểu nữ hài kia theo cùng. Ngươi biết bây giờ ngươi ở chỗ nào sao? Bây giờ ngươi ở bên trong cơ thể của ta, ở bên trong cơ thể của ta, ngươi đã hiểu chưa? Ha ha! Ngươi chính là Càn Khôn Đồ, không đúng, ngươi là khí linh của Càn Khôn Đồ. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Hắn không nghĩ tới, lão nhân trước mắt này lại là khí linh của Càn Khôn Đồ. Ngươi không ngờ tới đúng không? Lão nhân mặc áo đạo sĩ có chút điên cuồng nói. Nếu như ngươi là Lưu Vân Thánh Giả, ngươi đương nhiên không cần sợ ta tự nổ. Nhưng ngươi không phải, nếu ta tự nổ, tất cả mọi thứ trong mảnh thế giới này đều sẽ không còn tồn tại. Ngươi, cả tiểu nữ hài kia cũng sẽ chết, ha ha. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ngươi có biết vì sao Lưu Vân Thánh Giả lại thất bại sao? Lão nhân mặc áo đạo sĩ nheo mắt, nói. Vì sao? Trong lòng hắn rất nghi ngờ về điều này. Dù gì thì Lưu Vân Thánh Giả cũng là thánh giả, sao có thể thất bại như vậy được? Sao có thể được chứ? Dương Diệp cười nói. Đây là bí mật của ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, cho dù ngươi tự nổ, ta cũng có năng lực tự bảo vệ chính mình. Ta thấy ngươi cũng không muốn chết, nếu không như vậy đi, chúng ta làm một cuộc giao dịch, ngươi theo ta 20 năm, trong vòng 20 năm thì ngươi nghe lệnh của ta, 20 năm sau, ta sẽ thả ngươi rời đi, ngươi thấy thế nào? 20 năm sau, lão nhân mặc áo đạo sĩ có chút động tâm, nhưng rất nhanh, hắn lại nói. Sao ta có thể tin tưởng người được? Dương Diệp vuốt tay nói. Người đã chịu được một vạn năm, lại không kiên nhẫn chờ thêm được 20 năm sao? 20 năm với người chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi đúng không? Còn nữa, dù gì ta cũng là kiếm hoàng, chẳng lẽ không có nổi chút uy tín đó à? Đương nhiên, nếu như người còn chưa tin, hoặc không muốn chờ thêm 20 năm, vậy ta chẳng còn gì để nói nữa. Người muốn tự nổ, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi. Nhìn bộ dạng Dương Diệp đầy tự tin, khóe miệng của lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ co giật một hồi, người trước mắt này thật sự không sợ hãi, hay là đang cố giả vờ ở trước mặt mình vậy? Dương Diệp lại nói,
Ta nghĩ ngươi tu luyện thành khí linh cũng không dễ dàng gì, nếu tự nổ như vậy, ngươi có thể cam tâm sao? Ta chỉ cần 20 năm của ngươi mà thôi, qua 20 năm, ngươi lại khôi phục được sự tự do. 20 năm với ngươi cũng không dài. Không quan tâm thế nào, ngươi đều nên đánh cược một lần, không phải sao? Quả thật chỉ là 20 năm thôi sao? Lão nhân mặc áo đạo sĩ trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Tuyệt đối không nói dối. Được, ta đi theo ngươi 20 năm, trong vòng 20 năm, ta sẽ nghe lệnh của ngươi. Lão nhân mặc áo đạo sĩ quyết định, giống như lời Dương Diệp nói, hắn tu luyện vạn năm mới được thành linh, nếu có thể lựa chọn, có hy vọng, hắn sẽ không nghĩ đến chuyện tự nổ. Còn nữa, hơn một vạn năm mà hắn còn chịu đựng nổi, 20 năm ngắn ngủi này lại có là gì? Dù sao cũng chỉ là thời gian giống như ngủ một giấc mà thôi. Nghe hắn nói vậy, Dương Diệp cười. Sau khi được lão nhân mặc áo đạo sĩ dẫn đường, Dương Diệp đi tới trước một gian đại điện tên là Thiên Bảo. Lão nhân mặc áo đạo sĩ vung tay phải lên, cấm chế xung quanh đại điện bị thu lại. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Lão tổ của nàng là cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm có uy hiếp rất lớn đối với Lưu Vân Thánh giả và ta, cho nên, chúng ta không có ý định tổn thương nàng, chỉ là muốn nhốt nàng lại, chờ sau khi rời đi sẽ thả nàng ra. Dương Diệp khẽ gật đầu và đi vào trong đại điện, khi vừa bước vào, chợt có một bóng người lao tới, tiếp theo, một nắm đấm đánh vào bụng của hắn. Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lão nhân mặc áo đạo sĩ khép hờ hai mắt, bộ dạng không phát hiện ra. Bởi vì người ra tay là An Nam Tĩnh. Dương Diệp đứng lên và sững sờ, nhìn gương mặt lạnh lùng của An Nam Tĩnh, nói. An Nam Tĩnh, đầu nàng không phải đã hỏng rồi chứ? An Nam Tĩnh đi về phía Dương Diệp, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói. Ta cho nàng biết, ngươi còn làm loạn, ta sẽ đánh trả đấy. Cho dù hắn có thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng không chống đỡ được nắm đấm của An Nam Tĩnh. Ngươi còn là Dương Diệp sao? An Nam Tĩnh đi tới trước mặt Dương Diệp, hỏi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, bởi vì có lẽ An Nam Tĩnh đã đoán được ý định của Lưu Vân Thánh giả. Lúc trước nàng ra tay, chắc hẳn là xem mình thành Lưu Vân Thánh giả thôi. Nghĩ đến đây, Dương Diệp cũng không tính toán với nàng nữa, lập tức khẽ gật đầu, nói. Hắn đoạt xác thất bại, ta đương nhiên vẫn là ta. Dương Diệp còn chưa có nói xong, An Nam Tĩnh lại xông tới, đánh một quyền vào bụng của Dương Diệp lại bay ra vài chục trượng. Dương Diệp bò dậy, trừng mắt An Nam Tĩnh nói. An Nam Tĩnh, ta nói rồi, ta là Dương Diệp A. Ta thật sự là Dương Diệp A, ta không phải là Lưu Vân Thánh giả, nàng nhìn kỹ một chút đi. Ta biết ngươi là Dương Diệp. An Nam Tĩnh đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt, sau đó giận tím mặt, nói. Nàng đã biết ta là Dương Diệp mà còn ra tay đánh ta, đầu nàng hỏng rồi sao? Ngươi đáng đánh. An Nam Tĩnh lời ít mà ý nhiều. Cơ mặt Dương Diệp co giật một hồi, nói. An Nam Tĩnh, ta đặt tay lên ngực. Tự thấy mình chưa từng đắc tội nàng đi. Này, nàng đừng tới đây, người mà ra tay nữa thì ta cũng sẽ không khách khí đâu. An Nam Tĩnh đi tới trước mặt Dương Diệp, vừa cứ nhìn chằm chằm vào hắn, mãi đến khi hắn mất tự nhiên mới nói. Ta biết trước đó ngươi vì ta nên mới chủ động đi nhận truyền thừa đạo chính thống của Lưu Vân Thánh giả, ta cũng biết ngươi nhất định có lòng tin vào chính mình nên mới làm như vậy, ta còn biết ngươi không muốn để ta bị nguy hiểm, những điều này ta đều biết. Dương Diệp bất mãn liếc nhìn An Nam Tĩnh, nói. Biết mà nàng còn đánh ta à, nàng đúng là không có đầu óc mà. An Nam Tĩnh lại đi lên trước, mặt không cảm xúc nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi có nghĩ tới chưa? Nếu như ngươi bị hắn đoạt xác, người thân của ngươi sẽ phải làm thế nào? An Nam Tĩnh ta lại phải làm gì? Dương Diệp. Nếu như lần sau ngươi dám hy sinh mình tới bảo vệ ta, ta sẽ giết ngươi, sau đó tự sát. Trả cái mạng này lại cho ngươi. An Nam Tĩnh nhìn thẳng vào Dương Diệp, biểu tình rất nghiêm túc. Dương Diệp nói, ta nắm chắc nên mới làm như thế, nàng cũng biết là ta có chút bí mật, những bí mật này có thể làm cho ta có sức lực đi đối mặt với Lưu Vân. Thánh giả, nhưng nàng lại không có, nếu để nàng đi đối mặt với Lưu Vân Thánh giả thì nhất định sẽ phải chết, nhưng ta thì không. Dưới tình huống này, nếu như ta thấy nàng chết mà không cứu, người lại bảo ta phải xử lý thế nào? Nếu như là người khác, người cũng sẽ làm như vậy sao? An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp cười nói.
nếu như là La Tuấn, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy. An Nam Tĩnh im lặng một lát, sau đó nói. Trước đây ở dưới cổ vực thành, người đã cứu ta một mạng, bây giờ ngươi lại cứu ta một mạng, ta nợ ngươi hai cái mạng. Dương Diệp cảm thấy bất đắc dĩ, hóa ra An Nam Tĩnh để ý là chuyện này. Hắn nói, An Nam Tĩnh, chúng ta có cần phải phân ra rõ ràng như vậy không? Được rồi đi, sau đó nếu như ta có nguy hiểm tính mạng, nàng cũng tới cứu ta, được chưa? An Nam Tĩnh rất nghiêm túc nói, ta sẽ làm vậy. Dương Diệp mỉm cười chi, nói, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Bây giờ ta đã nhận được càn khôn đồ, chỗ thế giới chúng ta đang đứng chính là ở bên trong càn khôn đồ. Nói cách khác, những huyền giả bước vào trong càn khôn đồ này, đều tùy chúng ta khống chế, nhưng mà đáng tiếc, sáng sớm nay La Tuấn lại rời khỏi càn khôn đồ rồi. Ngươi muốn giết ai? An Nam Tĩnh hỏi. Ma tộc, còn có hơn 10 con hoàng kim thần long kia nữa, dù sao ta nhìn kẻ nào khó chịu đều muốn giết chết. Dương Diệp lộ ra khí phách cường đại. Ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. An Nam Tĩnh nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, nói. Bây giờ chỉ cần ta vung tay lên, bọn họ sẽ trở thành một đống thi thể. Vậy sau khi giết chết bọn họ thì sao? An Nam Tĩnh nói. Ngươi có thể giết được đại trưởng lão ma tộc, còn có Long Hoàng bên ngoài sao? Ta dám nói, nếu như ngươi giết ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long ở đây, hai người kia nhất định sẽ bất chấp tất cả để giết ngươi. Hai người bọn họ liên thủ, ngươi cảm thấy một mình yêu Hoàng có thể cứu được ngươi sao? Dương Diệp ngẩn người, thành thật mà nói, hắn còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ An Nam Tĩnh nói ra, hắn mới nhớ ra bên ngoài còn có hai cường giả siêu cấp. Mặc dù lão nhân mặc áo đạo sĩ là cảnh giới hoàng giả, nhưng chắc chắn không thể nào so sánh được với hai vị kia. Bởi vì lão nhân mặc áo đạo sĩ chẳng qua chỉ là tương đương với cường giả cảnh giới hoàng giả tam phẩm mà thôi, hai vị kia lại đều là tồn tại cảnh giới hoàng giả cửu phẩm đấy. Dương Diệp buồn bực nói. Ban đầu ta cho rằng có thể giết chóc thoải mái một thần, không nghĩ tới vẫn bó tay bó chân như vậy. Nếu không có được thực lực tuyệt đối, không có người nào có thể làm theo ý mình cả. An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp nhìn về phía lão nhân mặc áo đạo sĩ, nói. Lão đồ, bên trong càn khôn đồ này có bao nhiêu bảo bối vậy? Lão nhân mặc áo đạo sĩ mở mắt, cân nhắc một lát và nói. Ta thấy trên người người có không ít bảo bối, tất cả đều là tồn tại đạo khí, ta nghĩ ngươi hẳn không có hứng thú với mấy thứ dưới đạo khí. Ta sẽ chỉ tính những thứ từ đạo khí trở lên. Bên trong càn khôn đồ chỉ có một đạo khí tiên thiên, đó chính là ta. Còn lại có ba món đạo khí khác, theo thứ tự là thiền dực, trì phong và thần toa. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói xong lại vung tay phải lên, ba món đồ lập tức hiện ra ở trước mặt Dương Diệp. Đó là một thanh đao, một thanh kiếm và một đôi giày. Thanh đao kia dài khoảng 4 thước rưỡi, rộng nửa bàn tay, trông nó mỏng giống như cánh ve vậy. Thân đạo trong suốt lại trơn nhẵn, giống như một mặt gương, soi ngược bóng người rõ ràng ở trong đó. Thanh kiếm lại dài 3 thước, rộng chừng 2 ngón tay, trên thân kiếm có các phù văn trông rất kỳ lạ. Đôi giày thì tương đối bình thường, phía trên chỉ hiện ra màu đen, từ vẻ ngoài lại thấy được nó giống như không có gì thần kỳ cả. Ánh mắt Dương Diệp không tập trung ở trên thanh kiếm kia, mà nhìn chằm chằm vào đôi giày, nói. Đôi giày này có chỗ lợi gì? Thần toa được dùng thiên ngoại kỳ thạch để chế tạo ra, nó có khả năng xuyên qua không gian, đương nhiên, nếu như chỉ có vậy, đôi giày này cũng sẽ không có khả năng được gọi là đạo khí. Cbởi vì bản thân cường giả cảnh giới tôn giả cũng có thể xuyên qua không gian. Thần toa có 2 điểm độc đáo, một là có thể nâng cao rất lớn tốc độ của người sử dụng, ví dụ như tốc độ của ngươi bây giờ là mỗi hơi thở đi được 100 dặm, nếu như đi nó vào, nó có thể làm cho ngươi đi 1000 dặm trong một hơi thở. Điểm độc đáo thứ hai là nó có thể làm cho ngươi trực tiếp xuyên qua không gian, nghe rõ đấy, là trực tiếp xuyên qua. Cường giả cảnh giới tôn giả muốn xuyên qua không gian thì cần phải xé rách không gian. Điều này sẽ cần một khoảng thời gian mới làm được, nhưng thần toa này lại không cần xé rách không gian, mà có thể làm cho ngươi trực tiếp xuyên qua. Nghe được lão nhân mặc áo đạo sĩ nói vậy, không chỉ Dương Diệp, ngay cả An Nam Tĩnh cũng xúc động. Trực tiếp xuyên qua không gian, điều này có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là nếu như đôi giày này rơi vào trong tay của nàng cùng Dương Diệp, lấy thực lực của hai người bọn họ, lại thêm đánh bất ngờ,
hoàn toàn có khả năng trực tiếp giết chết cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm trong nháy mắt đấy. Dương Diệp rất không phong độ nhét đôi giày nhận được vào trong nạp giới của mình. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn lại lấy ra và đi vào. Vừa đi thần toa này vào, Dương Diệp lại cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng giống như lông hồng vậy, thân hình hơi lóe lên, Dương Diệp đã trực tiếp xuất hiện ở cách đó mười mấy trượng. Vẻ mặt An Nam Tĩnh lại càng xúc động hơn, bởi vì Dương Diệp di chuyển như vậy không phải là tốc độ quá nhanh, mà vượt qua hàng rào không gian, trực tiếp xuyên qua không gian, quan trọng nhất là trước khi Dương Diệp xuyên qua, không có bất kỳ dấu hiệu nào đoán trước, lại cứ trực tiếp xuyên qua như vậy. Ha ha, cuối cùng ta đã có năng lực của vật nhỏ. Lần sau gặp mặt, ta nhất định phải thi với vật nhỏ nhiều lần mới được. Dương Diệp rất đắc ý cười lớn. Sau khi đắc ý một hồi, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên thanh kiếm kia. Lão nhân mặc áo đạo sĩ im lặng một lát, sau đó nói. Trong ba món đạo khí, thanh kiếm này là tồn tại mạnh nhất. Hả? Dương Diệp hứng thú, nói. Ngươi nói thử xem nào. Lão nhân mặc áo đạo sĩ, nói. Mặc dù thanh kiếm này là đạo khí hậu thiên, nhưng hơn vạn năm trước nó lại có uy danh hiển hách, không thể kém hơn đạo khí tiên thiên. Kiếm này có một đặc điểm làm cho cường giả cảnh giới thánh giả cũng phải kiêng kỵ, đó chính là nó có thể làm lùi lại thời gian. Lùi lại thời gian? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Ví dụ như khi sử dụng kiếm này đâm về phía đối thủ muốn né tránh. Nhưng kiếm này có thể cho thời gian của đối phương chậm lại, nói cách khác, đối phương vốn có thể tránh thoát, nhưng thời gian của đối phương bị lùi lại. Nói đơn giản một chút chính là hắn vốn sử dụng thời gian một hơi thở có thể né tránh được kiếm của người, nhưng sau khi bị lùi lại, hắn cần dùng thời gian một hơi thở rưỡi nữa, người hiểu chưa? Trong lúc cường giả chiến đấu, đừng nói một hơi thở, cho dù chỉ trong tích tắc thôi cũng rất quan trọng. Vậy ngươi nói xem, thanh kiếm này có khủng khiếp không? Nghe được lão nhân mặc áo đạo sĩ nói vậy, sau khi Dương Diệp hết khiếp sợ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Nếu như thuấn không kiếm lại thêm chỉ phong kiếm, vậy sẽ thế nào? Dương Diệp thu chỉ phong kiếm vào, hắn rất chờ mong hiệu quả sau khi chỉ phong kiếm cùng thuận không kiếm kết hợp lại. Dương Diệp nhìn về phía thanh thiên dực này. Lão nhân mặc áo đạo sĩ hiểu ý, nói. Đao này được xem là một vũ khí đao tôn hiện nay. Mỏng giống như cánh ve, giết người không thấy máu. Cho dù công hiệu của nó kém hơn chỉ phong, nhưng ở trong đạo khí hậu thiên, nó cũng thuộc hàng đầu. Bởi vì nó sắc bén đến mức có thể dễ dàng cắt ra không gian, ngoại trừ đạo khí tiên thiên, thế gian này gần như không có gì là nó không thể cắt được. Cho dù là chỉ phong trong tay người cũng không thể sắc bén được bằng nó. Đao này cho vũ tịch dùng là hợp nhất. Dương Diệp cười hì hì và thu đao vào. Dường như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp áy náy nhìn An Nam Tĩnh, hắn vừa muốn nói chuyện, An Nam Tĩnh lại nói. Ta có liệt thiên lại đủ rồi, những cái khác với ta cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, cười nói. Vậy ta không khách sáo với ngươi nữa. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Dương Diệp nhìn về phía lão nhân mặc áo đạo sĩ, nói. Lão đồ, dọn sạch đồ bên trong càn khôn đồ cho ta. Những người khác đều cho ra ngoài hết, đúng rồi, có mấy người là bằng hữu của ta thì giữ lại. Lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ gật đầu và vung tay phải lên, thế giới bên trong càn khôn đồ lập tức biến đổi. À, chuyện gì xảy ra vậy? Sao ta lại ra ngoài? Đậu má nó, lão tử vừa phải lấy được một thanh huyền bảo thiên cấp mà. Sao lại đi ra? Ai giở trò quỷ vậy? Huyền bảo của ta đâu? Để cho ta tiến vào trong đi, cho ta vào trong đi mà. Lưu Vân Thánh Giả tên chó má nhà ngươi. Chẳng lẽ có người thu được truyền thừa của Lưu Vân Thánh Giả, sau đó đuổi sạch chúng ta ra ngoài sao? Là An Nam Tĩnh hay Dương Diệp vậy? Bất kể là ai, hắn đều chết chắc rồi, mẹ nó dám ăn mảnh, đợi lát nữa ta sẽ giết chết hắn. Ngươi muốn giết chết Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh sao? Ngươi cũng không nhìn thử xem với bộ dạng nhà ngươi, người ta dùng một ánh mắt đã giết chết được rồi. Phía xa, vẻ mặt La Tuần thâm trầm. Sau từng hắn có 10 người trung niên mặc áo giáp màu vàng. 10 người trung niên có khí tức mạnh mẽ như hô như rông, trên thân phát ra khí thế khủng khiếp, khiến người ta không dám nhìn thẳng. 10 người trung niên này chính là 10 đoàn trưởng quân đoàn lớn tiếng tăm lừng lẫy ở đế quốc đỉnh Hán, mỗi đoàn trưởng đều là cường giả siêu cấp cảnh giới tôn giả cửu phẩm,
bọn họ đều là cường giả bò ra từ trong đống thi thể ra ngoài, mỗi đều từng trải cửu tử nhất sinh mới đạt tình trạng ngày hôm nay. Có thể nói, bọn họ là cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm không hề dài. Ở bên trái La Tuấn có bốn gã nam tử mặc áo giáp màu vàng sẫm, bốn gã nam tử này chính là bốn đại đoàn trưởng của quân đoàn Phệ Hồn Tàm cho rất nhiều tông môn trung vực nghe tin đã sợ mất mật. Bốn đại đoàn trưởng, mỗi người đều là tồn tại cảnh giới tôn giả cửu phẩm. Bên phải La Tuấn có sáu người áo đen đứng, hai người áo đen dẫn đầu chính là lâu chủ ám lâu cùng ảnh lâu thần bí nhất đế quốc đỉnh Hán, nghe đồn ngoại trừ hoàng đế đế quốc đỉnh Hán ra, không có người nào thấy mặt mũi thật sự của hai người này. Cũng không có người nào biết thực lực của hai người này rốt cuộc mạnh tới mức nào. Dù sao mọi người chỉ biết, ám lâu cùng ảnh lâu là hai thanh đao trong tay của hoàng đế đế quốc đỉnh Hán. Hai thanh đao này không chỉ với bên ngoài, cũng đối phó với bên trong nữa. Hễ là có toan tính khác về đế quốc đỉnh Hán hát, cho dù là hoàng tử cũng sẽ bị ám lâu cùng ảnh lâu bí mật xử lý. Mà hiện tại, các chủ cùng phó lâu chủ của cả hai lâu đều xuất hiện ở đây. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là Dương Diệp. Những huyền giả bị lão nhân mặc áo đạo sĩ quét sạch ra ngoài đang tức giận, sau khi nhìn thấy đội hình của La Tuấn bên này, rất nhiều người trong đó bao gồm cả đám người Hoàng Kim Thần Long tộc và Ma tộc đều vội vàng rời xa La Tuấn. Có huyền giả trực tiếp xoay người rời đi. Nói đùa à, bọn họ cũng không muốn bị vạ lây làm cá trong chậu bị đâu. Xem ra, La Tuấn đã hạ quyết tâm muốn tiêu diệt Dương Diệp rồi. Ma Hiên cười lạnh nói. Cũng tốt, nhân doại chó cắn chó, chính là chuyện tốt đối với ma tộc chúng ta. Cẩn thận hắn tiêu diệt cả chúng ta đấy. Lúc này, Ma Kha nói. Hắn triệu tập nhiều cường giả nước hắn như vậy, nếu như bây giờ hắn ra tay với chúng ta, tới đội hình của bọn họ, chúng ta căn bản không có cách nào chống lại. Cho nên, ta kiến nghị chúng ta tập tức rút khỏi đây. Ma Hiên lắc đầu, nói. Trong di tích Lưu Vân Thánh Giả này có rất nhiều bảo bối, bây giờ chắc hẳn tất cả đều rơi vào trong tay của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, bây giờ chúng ta đi, chẳng phải quá đáng tiếc sao. Tuy nhiên ngươi nói cũng đúng, hiện nay La Tuấn đang có thế lớn, chúng ta không thể địch lại nổi. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không hắn rất có khả năng giết chết chúng ta ở chỗ này mất. Hay chúng ta liên thủ cùng Hoàng Kim Thần Long Tộc? Ma Kha hỏi. Ma Hiên do dự một lát. Sau đó khẽ gật đầu và nhìn về phía đại hán mày rậm, nói. Chắc hẳn các ngươi cũng hiểu rõ về tình cảnh của chúng ta bây giờ, nếu như không hợp tác với nhau, như vậy mỗi người đều chỉ có thể trở về tay không. Nếu như hợp tác, đợi lát nữa còn có thể làm một ngư ông được lợi, các ngươi thấy thế nào? Đại hán mày rậm do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu và nói. Được. Cho dù Hoàng Kim Thần Long tộc kiêu ngạo vô cùng, nhưng dù sao bọn họ không phải là kẻ ngu xuẩn. Không hề nghi ngờ, bây giờ thế lực mạnh nhất là La Tuấn, La Tuấn lại là nhân loại, nếu như La Tuấn có lòng muốn giết chết bọn họ, 10 con rồng lớn sẽ thật sự lại chết ở đây. Cho nên, khi Ma Hiên đưa ra đề nghị, hắn gần như đáp ứng ngay. Nhìn đám người ma tộc cùng yêu tộc đi chung với nhau, Dung Ma Ma bên cạnh La Tuấn trầm giọng nói. Chủ nhân, yêu tộc cùng Hoàng Kim Thần Long tộc đã hợp tác với nhau, sợ rằng lát nữa bọn họ sẽ gây bất lợi cho chúng ta mất. Chúng ta có nên giải quyết bọn họ trước không? La Tuấn liếc mắt nhìn đám người ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long tộc, sau đó lắc đầu, nói. Không cần quan tâm tới bọn họ làm gì, chỉ là một đám hề mà thôi, bọn họ cũng không thể gây ra sóng gió gì được. Bảo người của ảnh lâu cùng ám lâu chú ý kỹ cho ta, đừng để cho Dương Diệp trốn thoát được, nếu không, tất cả đều sẽ bị phạt. Vâng. Dung Ma Ma lui xuống. La Tuấn hít sâu một hơi. Tay phải nắm thật chặt nhân hoàng kiếm trong tay. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải có được càn khôn đồ, mà Dương Diệp cũng phải chết. Không ai có thể ngăn cản được hắn, cho dù là yêu hoàng cũng không thể. Nghĩ đến yêu hoàng, La Tuấn ngẩng đầu nhìn lên khoảng không trên bầu trời, nơi đó có một vị lão tổ của đế quốc định Hán. Trên đám mây, ba lão nhân đứng độc lập theo hình tam giác. La Thiên, nhìn trận thế này, ngày hôm nay tôn nhi của ngươi xem ra muốn tiêu diệt Dương Diệp rồi. Đại trưởng lão ma tộc liếc mắt nhìn lão nhân tóc trắng đối diện hắn, nói. Chẳng qua chỉ sợ yêu hoàng sẽ không đáp ứng đâu. La Thiên khẽ nói. Ba tộc chúng ta giao hẹn là cường giả cảnh giới hoàng giả không thể ra tay đôi với tộc nhân của hai phía còn lại. Đế quốc đính Hán ta sẽ không vi phạm giao ước, nếu như yêu hoàng ngăn cản Tuấn Nhi giết Dương Diệp,
như vậy chính là yêu hoàng hắn vi phạm giao ước. Yêu tộc vi phạm giao ước, mà tộc người sẽ không ngồi yên chứ. Đương nhiên, nếu như người muốn đứng ngoài xem diễn trò, như vậy lại có nghĩa là, giao hẹn được ba tộc chúng ta lập ra đã bị vô hiệu. Nếu vô hiệu, như vậy lần này người của ma tộc người tới đây sẽ đều phải ở lại. Người uy hiếp ta à? Đại trưởng lão ma tộc trầm giọng nói. La Thiên nói. Trước đây ba tộc giao hẹn, nếu ai phá hủy giao hẹn, kẻ đó sẽ bị hai tộc khác cùng liên thủ truy sát, đại trưởng lão sẽ không tới mức không nhớ rõ chứ. Đại trưởng lão ma tộc hừ lạnh một tiếng, nói. Đương nhiên nhớ, người yên tâm, nếu như yêu hoàng dám vi phạm giao ước, ta nhất định sẽ tuân thủ giao hẹn trước đây để ra tay ngăn cản hắn. Đương nhiên, nếu như đế quốc đỉnh hán ngươi vi phạm giao ước, ta cũng sẽ giống như vậy. La Thiên cười lạnh, nói. Gần như tất cả tinh nhuệ dưới cảnh giới hoàng giả của đế quốc đỉnh hán ta đều đang ở đây, cho dù Dương Diệp là tổ sư của kiếm tông năm đó sống lại, hôm nay hắn cũng phải chết. Mọi chuyện không có gì là tuyệt đối cả. Long Hoàng cười nói. La Thiên liếc mắt nhìn Long Hoàng, hừ lạnh và không nói gì. Bên trong càn khôn đồ. Dương Diệp nhìn Ân Huyên Nhi, nói. Nàng nói, sau khi ta với An Nam Tĩnh đi theo lão nhân mặc áo đạo sĩ, La Tuấn liền dẫn theo người ra ngoài à? Ân Huyên Nhi khẽ gật đầu, nói. Nếu như ta không đoán sai, La Tuấn nhất định biết mình không có khả năng nhận được càn khôn đồ, cho nên quyết định ra ngoài ôm cây chờ thỏ. Nói cách khác, lúc này bên ngoài có thể là đại quân của La Tuấn, hoặc những cường giả siêu cấp trong đám thủ hạ của La Tuấn. Bây giờ, bọn họ nhất định đang chờ ngươi ra ngoài. Đây là muốn chơi vây đánh à? Dương Diệp nói. Ân Huyên Nhi nói. Ta đề nghị bây giờ ngươi đừng ra ngoài, ta biết ngươi có thực lực cường hãn, có thể lấy một địch 10 cũng không thành vấn đề, nhưng một mình ngươi thì có thể mạnh mẽ tới mức nào chứ? Trước đó ngươi làm cho La Tuấn mất mặt như vậy, lần này hắn tuyệt đối không có khả năng để cho ngươi sống sót rời đi được. Cho nên, lần này người đế quốc đỉnh hán tới đây sẽ tuyệt đối là cường giả siêu cấp, hơn nữa số lượng người tuyệt đối không ít. Nếu ngươi ra ngoài chính là tự chui đầu vào lưới, chắc chắn phải chết đấy. Lẽ nào nàng bảo ta phải co đầu rút cổ ở đây sao? Dương Diệp cười nói. Có thể trốn được một thời gian ngắn, nhưng có thể trốn được một đời sao? Vậy ngươi có biện pháp nào để đối phó được với La Tuấn sao? Ân Huyên Nhi hỏi. Dương Diệp vuốt tay, nói. Không biện pháp gì tốt, chỉ có xông ra ngoài thôi. Bây giờ hắn đã nhận được càn khôn đồ, điều hắn phải làm là quay về Nam Vực. Đương nhiên, hắn sẽ không đưa càn khôn đồ cho bất kỳ kẻ nào, dù sao mục đích của hắn chính là chỉ để càn khôn đồ không rơi vào trong tay La Tuấn. Ngươi đúng là lỗ mãng ngu ngốc. Ân Huyên Nhi có chút tức giận, nói. Ngươi làm như vậy, hoàn toàn là đi chịu chết, ngươi có biết không? Dương Diệp cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không đi chịu chết. Nàng cùng kiếm giao nên rời đi. Trước đi, đợi lát nữa ta sẽ xuất hiện sau. Còn nữa, An Nam Tính cũng theo các nàng ấy đi. Các nàng ấy ra ngoài muộn như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghi ngờ. Nàng theo hai người bọn họ ra ngoài, trấn áp những kẻ không có ý tốt kia. An Nam Tính liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lại nhìn về phía Ân Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao, nói. Đi thôi. Không cần lo lắng cho hắn làm gì, hắn không phải là một người tìm đường chết. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật và đảo mắt. Ân Huyên Nhi do dự một lát, sau đó lấy một cái nhẫn vàng trên tay xuống và đưa cho Dương Diệp nói. Ở trong này có 12 vệ sĩ áo giáp vàng, trong đó có 5 người đã đạt tới cảnh giới tôn giả cửu phẩm, 7 người còn lại đều là thực lực cảnh giới tôn giả ngũ phẩm trở lên, bọn họ có thể sẽ giúp được ngươi. Dương Diệp vừa muốn từ chối, Ân Huyên Nhi lại nói. Ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi, nếu như ngươi từ chối, đợi lát nữa nếu như ngươi đánh nhau với La Tuấn, ta sẽ thả bọn họ ra giúp ngươi, La Tuấn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi muốn đế quốc đỉnh hán nhằm vào ta sao? Dương Diệp nghe vậy đành cười gượng, sau đó nhận lấy chiếc nhẫn và nói. Cảm ơn. Sau khi An Nam Tính cùng đám người Ân Huyên Nhi rời khỏi đây, lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Ngươi thật sự tính ra ngoài như vậy sao? Dương Diệp nói, nếu không thì làm thế nào, ta hình như không có lựa chọn nào khác thì phải. Vậy thì ngược lại, lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Nửa khắc sau, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Được vạn người chú ý. Sau khi Dương Diệp xuất hiện,
cả tòa di tích lớn vốn sừng sững trong tầm mắt mọi người lại lập tức biến mất. Cảnh tượng như vậy làm cho mọi người càng tin tưởng Dương Diệp đã thu được truyền thừa của di tích thánh giả. Nói cách khác, tất cả bảo bối của Lưu Vân thánh giả đều rơi vào trong túi của Dương Diệp. Ngoại trừ đám người An Nam Tĩnh ra, khi gần như tất cả huyền giả ở đó nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt đều không tốt. Ba đội ngũ ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long và cả La Tuấn càng không che giấu sát ý. Ân oán giữa Dương Diệp cùng đám người La Tuấn thế nào, bọn họ không muốn để ý tới. Nhưng một mình Dương Diệp lại muốn chiếm hết toàn bộ bảo bối của Lưu Vân Thánh Giả, bọn họ sao có thể cam tâm được. Tuy nhiên, bởi vì ngại trước thực lực mà Dương Diệp đã thể hiện ra trước đó, tạm thời vẫn chưa có người nào dám xông lên đầu tiên. Dương Diệp nhìn mọi người và khẽ cười. Sau đó trong đầu hắn vừa suy nghĩ, Cửu U Kiếm Vũ đã xuất hiện ở phía sau lưng. Cùng lúc đó, U Minh Quỷ Hỏa và Thanh Vân Tử Điện cũng xuất hiện ở hai bên trái phải của hắn. Hắn giơ tay nắm chặt, Thuấn Không Kiếm đã xuất hiện ở trong tay phải. Dương Diệp nắm Thuấn Không Kiếm và chậm rãi đi ra. Hắn cứ đi một bước, kiếm ý trong cơ thể hắn lại bạo phát ra thêm một tầng sắc bén. Khi đi đến bước thứ 8, xung quanh Dương Diệp đã bị kiếm ý tầng 8 tàn sát bừa bãi. Rất nhiều người còn bị kiếm ý này ép cho không dám nhìn thẳng. Dương Diệp dừng bước, nhìn lướt qua những huyền giả tán tu kia, nói. Ngày hôm nay là ân oán giữa ta với La Tuấn, nếu như các ngươi dám nhúng tay vào, ta không chết, đến lúc đó nhất định phải thăm hỏi tông môn cùng gia tộc các ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ không tha cho cả chó gà của tông môn cùng gia tộc của các ngươi, nếu ta chết, các ngươi cũng đừng cao hứng, có người vẫn sẽ thay ta đi hoàn thành chuyện này. Nghe được Dương Diệp nói vậy, những huyền giả tán tu kia biến sắc. Bọn họ ở đây chỉ mong làm một ngư ông được lợi, nhưng bây giờ Dương Diệp nói như vậy, rất nhiều tán tu trong đó lập tức có ý định lùi lại. Thực lực của Dương Diệp đã là điều không thể nghi ngờ nữa. Ở trước mặt hắn, tông môn không có cảnh giới hoàng giả lại giống như bầy dê ở trước mặt con sói đói, gần như không có sức chống cự. Cho dù bảo tàng Lưu Vân Thánh Giả có mê người, nhưng cũng phải có mạng dùng mới được chứ. Có rất nhiều tán tu đã rời đi, nhưng vẫn có rất nhiều tán tu ở lại, bảo tàng quá mê người khiến bọn họ bí quá hóa liều lựa chọn không rời đi. Một tán tu run rẩy đi ra, nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp, mọi người ngàn dặm xa xôi tới đây cũng chỉ vì bảo vật của Lưu Vân Thánh Giả. Hiện tại, ngươi lại nuốt lấy tất cả, lẽ nào ngươi không sợ no quá à? Ta cũng không nói nhiều lời vô ích, ngươi giao một phần bảo vật ra cho chúng ta lập tức rời đi. Không để ý tới ân oán giữa người cùng La Tuấn nữa, người Itazitien. Nghe được tên tán tu này nói vậy, rất nhiều tán tu khác vội vàng phụ họa. Ngươi tính là thứ gì chứ? Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, bấm tay và bắn ra, một luồng kiếm khí bắn ra, tên tán tu kia còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm khí xuyên thủng mi tâm, lập tức ngã trên mặt đất. Xôn xao. Rất nhiều tán tu vừa giận lại vừa sợ nhìn Dương Diệp. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp tự nhiên ra tay giết người. Trong giây lát, cho dù tức giận, nhưng trong lòng bọn họ phần nhiều chính là sợ hãi. Bởi vì tên tán tu đã chết kia là một cường giả cảnh giới tôn giả, nhưng hắn thậm chí không đỡ nổi một chiêu của Dương Diệp. Rất nhiều tán tu không cần suy nghĩ đã xoay người rời đi, không bao lâu, huyền giả tán tu chỉ còn lại có hơn 10 người. Dương Diệp liếc nhìn hơn 10 người tán tu này nhưng không để ý tới bọn họ. Hắn nhìn về phía đám người của ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long tộc, nói. Xem ra các ngươi cũng chuẩn bị đánh cướp ta sao? Hoàng Kim Long, ta nói người đấy, kẻ nào người quên Long Hoàng đã thông báo với người thế nào rồi sao? Đừng gây phiền phức cho ta chứ. Vẻ mặt đại hán mày rậm có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng và nói. Long Hoàng căn dặn, ta tất nhiên hiểu rõ, không cần phải ngươi tới nói nhiều. Ngươi vẫn nên quan tâm nhiều hơn tới bản thân mình đi. Ta thật ra muốn xem thử, cường giả cảnh giới hoàng giả không ra tay, ngày hôm nay người sẽ sống thế nào? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn lên không trung, nói. Ta nhìn thấy rõ ràng, đây chính là Hoàng Kim Thần Long tộc ngươi tới gây sự với ta, đợi lát nữa khi giết rồng, ta chắc chắn sẽ không nương tay. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì cứ tàn sát đi. Trong bầu trời truyền đến giọng nói của Long Hoàng. Dương Diệp cười lạnh và nhìn lướt qua đám người Long tộc cùng ma tộc, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Được lắm, Dương Diệp, ngươi cũng đủ uy phong đấy. La Tuấn vẫn không nói gì, lúc này đột nhiên nói.
Bây giờ lại có một con đường ở ngay trước mặt người, giao ra càn khôn đồ, người thuần phục ta, để ta hạ cấm chế linh hồn cho ngươi, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ngày hôm nay chính là lúc người phải chết. Hãy tin tưởng ta, ngày hôm nay không ai có thể cứu được người đâu. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lướt qua đoàn người sau lưng La Tuấn, sau đó lập tức cười nói. La Tuấn, ngươi thật sự rất đáng thương, bởi vì sự tự tin của người đều xuất phát từ người ngoài, mà không phải là bản thân người. Ta thật sự không hiểu, vì sao ông trời lại chọn người làm nhân hoàng. Ngươi xem lại bản thân ngươi, ngươi cảm thấy bản thân người xứng đáng để khống chế vạn vực sao? Thế nào, bây giờ Dương Diệp ngươi cũng thích chơi trò miệng lưỡi sắc bén như vậy à? La Tuấn khẽ nói. Dương Diệp cười nói. Cũng đúng, nói nhiều với người thật sự không có ý nghĩa gì. Nếu như vậy, người tới đi. Nói xem, lần này ngươi lựa chọn để thuộc hạ của ngươi từng người lên một đấu một với ta, hay là lựa chọn để tất cả đám người sau lưng ngươi cùng lên? Ta nghĩ, lần này ngươi chắc chắn không dám để bọn họ một đấu một với ta đâu, ha ha. Dương Diệp cười với vẻ không kiêng nể gì cả. Hắn nhìn đám người La Tuấn. Trong mắt đầy vẻ khinh thường, dường như đám người kia ở trong mắt hắn chỉ là một đám dê đợi làm thịt vậy. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Ân Huyên Nhi nhìn Dương Diệp tức giận nói. Hắn làm như thế là cố ý chọc giận đám người La Tuấn sao? An Nam Tĩnh nói. Hắn đã nổi sát tâm, La Tuấn muốn giết hắn, thật ra, hắn cũng muốn giết La Tuấn. Nhưng phía sau La Tuấn có hơn 20 cường giả siêu cấp đấy. Ân Huyên Nhi nói. Gần như mỗi người đều có thể lấy một địch 10 người cùng cấp. Lẽ nào hắn cho rằng bản thân đã thật sự vô địch rồi sao? Hãy chờ xem, nếu hắn dám ra đây đối mặt với đám người La Tuấn thì nhất định có nắm chắc. An Nam Tĩnh nói, chẳng qua trong đôi mắt nàng lại hiện lên một sự lo lắng. Bởi vì đừng nói Dương Diệp chỉ có một mình, cho dù nàng cùng Dương Diệp liên thủ, cũng không thể đối đầu được với hơn 20 cường giả siêu cấp. 20 mấy cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm này không có khả năng là loại tán tu bình thường, một kiếm lại có thể giết được một người đâu. La Tuấn lắc đầu, nói. Dương Diệp, ta thật sự không nghĩ ra, vì sao đến bây giờ mà ngươi vẫn có tự tin như vậy? Hoặc nói, ngươi cho rằng yêu hoàng có thể cứu ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, đế quốc đỉnh Hán ta đã có cường giả ở bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng ngăn chặn yêu hoàng này. Cho nên, bây giờ ngươi không có núi dựa. Hiểu chưa? Dương Diệp nói. Ngươi nghĩ ta là ngươi, bất cứ việc gì cũng cần phải có chỗ dựa vững chắc à? Ngươi đừng nói nhảm nữa. Hãy bảo đám chó săn của ngươi cùng lên đi. Vẻ mặt La Tuấn lạnh lẽo, nói. Muốn chết vậy không cần sống nữa làm gì. Nghe vậy, đám người phía sau La Tuấn thoáng di chuyển, nhanh chóng lao về phía Dương Diệp. Tốc độ của bọn họ nhanh như tia chớp, khí tức mạnh mẽ như rồng như hổ. 20 cường giả siêu cấp vừa ra tay, lại làm cho đám người An Nam Tĩnh bị in sắc. Nhìn 20 người này xông tới, trên gương mặt Dương Diệp lóe lên vẻ hung ác. Dương Diệp đi về phía trước, trong phút chốc, cơ thể của 20 cường giả siêu cấp chợt cứng đờ tại chỗ, 20 người đồng thời biến sắc, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Vắt! Dương Diệp đưa tay nắm chặt, không gian ở trong phạm vi mấy trăm trường xung quanh hắn dần hiện ra vô số đường kiếm quang, kiếm. Quang răng kín khắp nơi, ở bên trong kiếm vực, 20 cường giả siêu cấp hoảng hốt, vội vàng liên thủ ngăn cản những kiếm quang này. Là kiếm vực, là lực lượng của vực. Nhìn kiếm quang bao vây xung quanh những cường giả siêu cấp kia, vô số người kinh ngạc. Lúc này, đám người ma tộc cùng long tộc đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới, Dương Diệp không chỉ có là kiếm ý tầng 8, còn lĩnh ngộ kiếm vực trong truyền thuyết. Khó trách được hắn lại dám một mình đối mặt với La Tuấn. Thần sắc Ma Hiên nghiêm trọng nói. Đại hán mày rậm của long tộc siết chặt hai nắm tay, trong ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Hắn nghĩ đến lời Dương Diệp nói lúc trước thì không thể bình tĩnh được nữa. Hắn nên rút đi, hay tiếp tục ở lại đây ngồi chờ làm ngư ông thu lợi đây. Đám người An Nam Tĩnh lại thở phào nhẹ nhõm, An Nam Tĩnh biết rất rõ ràng lực kiếm vực của Dương Diệp khủng khiếp thế nào. Có kiếm vực. Cho dù Dương Diệp không thể thắng, nhưng muốn chạy trốn vẫn có thể làm được. Sau khi Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, hơn 10 người tán tu ở lại lúc trước đã không hề do dự xoay người rời đi. Sở dĩ bọn họ ở chỗ này là bởi vì bọn họ cảm thấy Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Dương Diệp có chết hay không bọn họ không biết,
bọn họ chỉ biết Dương Diệp muốn bọn họ chết thì tuyệt đối không có vấn đề gì, cho nên, bọn họ hoàn toàn không do dự, lựa chọn rời đi. Cho dù bảo vật có tốt mấy đi nữa, cũng cần phải có mạng mới dùng được chứ. Nhìn thủ hạ mạnh nhất của mình bị nhốt ở bên trong kiếm vực, vẻ mặt La Tuấn trắng bệch. Cho dù ban đầu hắn đã đánh giá rất cao thực lực của Dương Diệp, nhưng sự thực nói cho hắn biết, hắn vẫn đánh giá quá thấp rồi. Hắn sẽ phải trả cái giá thê thảm về chuyện này, bởi vì lúc này ở bên trong kiếm vực đã có 20 đoàn trưởng quân đoàn lớn phải chết. Trong không trung, lúc này ba gã cường giả cảnh giới hoàng giả cũng đang nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu phía dưới. Khi Dương Diệp thể hiện ra kiếm vực, đại trưởng lão ma tộc cùng Long Hoàng lập tức lộ ra vẻ mặt xem diễn trò. Cho dù Dương Diệp là nhân loại, nhưng Dương Diệp lại là kẻ địch đối đầu tới chết của La Tuấn. Với ma tộc cùng yêu tộc, đây không phải là chuyện xấu, trái lại còn là một chuyện tốt, bởi vì như vậy có thể làm nhân loại tự tàn sát lẫn nhau. Dù sao, bất kể là kiếm hoàng chết hay là nhân hoàng chết, cũng đều có lợi cho bọn họ. Mà vẻ mặt La Thiên lại trầm mặt xuống. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại che giấu sâu như vậy. Kiếm vực đấy. Năm đó chỉ có tổ sư của kiếm tông từng lĩnh ngộ qua điều này, không ngờ vãn năm sau lại có người lĩnh ngộ được. Năm đó, tổ sư của kiếm tông làm cho đế quốc đỉnh Hán phải trả cái giá thê thảm, hiện nay lịch sử sắp tái diễn sao? Không, bây giờ Dương Diệp này phải chết. La Thiên chậm rãi nắm tay phải lại, đúng lúc này, yêu hoàng xuất hiện một cách quỷ dị. Nhìn thấy yêu hoàng, La Thiên biến sắc và cười lạnh nói. Yêu Hoàng, người tới thật vừa khéo nhỉ. Yêu Hoàng liếc mắt nhìn La Thiên, khẽ nói. Nếu ta còn không tới đây, sợ rằng có một vài người có thể sẽ không biết xấu hổ mà ra tay với vãn bối của ta mất. Yêu Hoàng, Dương Diệp này là nhân loại. La Thiên cắn răng và trầm giọng nói. Yêu Hoàng khẽ cười, nói. La Thiên, điều này có quan trọng không? Vẻ mặt La Thiên thâm trầm. Một lát sau mới cười lạnh, nói. Chúng ta cứ xem tiếp đi, ta cũng không tin, kiếm vực của hắn quả thật đã đạt đến trình độ vô địch. Yêu Hoàng không để ý tới La Thiên, xoay người nhìn về phía Long Hoàng, nói. Long Hoàng, ta biết người bất mãn vì Dương Diệp giết Hoàng Kim Thần Long của Long tộc người, nhưng ta khuyên người một câu, nếu như ngươi không muốn để cho Hoàng Kim Thần Long Long tộc ngươi chết nhiều hơn, tốt nhất là bảo mấy ngàn Long tử Long tôn của người lập tức trở về yêu vực. Đồng thời không nên có ý đồ với Dương Diệp nữa. Long Hoàng biến sắc, nói. Yêu Hoàng, người đang uy hiếp ta. Mặc dù đối phương là yêu hoàng của yêu vực, nhưng điều này không có nghĩa là đối phương thật sự có thể nắm giữ toàn bộ yêu vực, chỉ ít bốn đại gia tộc thần thú thượng cổ sẽ không chấp nhận điều này. Những gì cần nói ta đã nói hết rồi. Yêu Hoàng nói. Có nghe hay không là chuyện của ngươi. Nhưng yêu Hoàng không quên. Dương Diệp này còn có một lớn chỗ dựa siêu cấp vững chắc khác. Cho dù lão nhân giữ mộ kia chưa bao giờ đứng ra giúp Dương Diệp, nhưng yêu hoàng tin tưởng sâu sắc, nếu Dương Diệp thật sự đến lúc nguy cấp, đối phương tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Người đó không có tộc nhân, không có bất kỳ gánh nặng nào, lấy thực lực khủng bố của người đó, bất kỳ bộ tộc nào cũng không chọc vào nổi đâu. Long Hoàng hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Phía dưới, bên trong kiếm vực, bốn gã cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm đã chết. 16 vị cường giả còn lại không dám giữ tại, đều sử dụng ra bản lĩnh đặc biệt của mình. Trong giây lát, 16 vị cường giả chống đỡ công kích trong kiếm vực của Dương Diệp. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy được. Bên trong kiếm vực, các chủ ám lâu trầm giọng nói. Bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp một cách nghiêm trọng, không chỉ có đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp, bọn họ cũng khinh thường Dương Diệp. Bởi vì theo bọn họ, 20 người cùng liên thủ, cho dù là tổ sư của kiếm tông năm đó có hiện ra, cũng có thể giải quyết được, dù sao Dương Diệp vẫn chỉ là cảnh giới tôn giả mà thôi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Dương Diệp này đã lĩnh ngộ được lực lượng của vực trong truyền thuyết. Điều này làm bọn họ trở tay không kịp, tự nhiên để cho mấy người bị giết chết. Bọn họ nổi giận, nhưng cũng một lần nữa xem xét lại thực lực của Dương Diệp. Chúng ta cùng nhau liên thủ công kích vào một điểm, cùng phá hỏng kiếm vực này. Lâu chủ ảnh lâu nói, có thể, nhưng... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.